Chân thiếu gia mà thẩm gia ông nhầm đã được đón về, hắn hao tổn tâm cơ đuổi ta ra khỏi thẩm gia, nói xấu ta hạ độc hại hắn, hãm hại ta trọng cấp bí mật công ty, ba mẹ đối với ta thất vọng đến cực điểm, tỷ tỷ lại càng hận ta thấu xương. Ngày chân tướng được phơi bày, ta đã quyền cao chức trọng, các tỷ tỷ quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin ta về nhà. Tôi từ trên cao nhìn xuống. Bây giờ biết cầu xin tôi về rồi sao? Muộn rồi. Chương 1 đổi hắn quay về bạn đang nghe tại truyện chấm audio thẩm xuyên đã chết là chân thiếu gia được đón về thẩm gia không lâu bị thiêu sống linh hồn của hắn lơ lửng trên bầu trời biệt thự thẩm gia hắn thống khổ lại vô lực từng câu từng chữ cuồng loạn không ngừng lặp lại không phải tôi tôi không có ba đại tỷ tam tỷ không phải ta ta cho tới bây giờ đều không có làm qua những chuyện ác kia ta không có thương tổn qua các ngươi là thẩm trường thanh vì đem ta đuổi ra thẩm gia hãm hại ta các ngươi vì cái gì đều không tin ta vì cái gì à ta là oan uổng đáng tiếc không ai trả lời hắn bây giờ chỉ là một linh hồn thể mà bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy hắn tận mắt chứng kiến trong biệt thự thẩm trường thanh cùng các tỷ tỷ chuyện trò vui vẻ cả nhà sống hạnh phúc mỹ mãn đối với cái chết thảm của hắn không thèm để ý chút nào oan khuất của hắn giận dữ, hận thù. Không còn cách nào làm sáng tỏ nữa. Các tỷ tỷ hận hắn thấu xương, cha mẹ đối với hắn trái tim băng giá đến cực điểm, hắn rất hận a. À. Phanh. Nhưng vào lúc này, cửa lớn thẩm gia bị đá văng. Một đám vệ sĩ áo đen khí thế mười phần nối đuôi nhau mà vào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ, Thẩm Trường Thanh, bốn vị tỷ tỷ, một nữ nhân tuyệt mỹ ngồi xe lăn bị đẩy vào khuôn mặt nàng xa cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như hoa trên núi cao, rụt rè lại không thể với tới, tuy rằng ngồi xe lăn, nhưng giơ tay nhấc chân lại tản ra một cổ uy nghiêm độc hữu của thượng vị giả. Thẩm xuyên lơ lửng trên không trung, nhìn khuôn mặt lạnh diễm của nữ nhân không hiểu sao cảm thấy một tia quen thuộc, nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không biết người này. Trong lòng toàn bộ trầm gia đều có một nghi vấn. Cô ta là ai? Đại tỷ nhìn chầm chầm đám vệ sĩ áo đen hung thần ác sát, lạnh lùng nói. Vì tiểu thư này, ngươi không rõ xâm nhập thẩm gia ta là có ý gì. À, Khương Tri ý lười biến dương mắt, không chút sợ hãi quét mắt nhìn mọi người thẩm gia, khinh miệt và sát ý trong giọng nói gần như biến thành thực chất. Cho cốt của hắn đâu? Thẩm trường thanh chăm chọc cười. Thẩm xuyên. Cho cốt đã sớm rơi xuống biển, loại súc vật như hắn. Bá khương tri ý ngẩng đầu lên nhìn thẩm trường thanh một cái một giây sau chỉ nghe răng rắc một tiếng thẩm trường thanh bị vệ sĩ áo đen trực tiếp đạp nát xương đùi phải hắn nửa quỳ trên mặt đất thần sắc thống khổ muốn kêu ra tiếng bảo tiêu lập tức đem trước chuẩn bị tốt mùi hôi thối vải nhét vào trong miệng hắn thẩm phụ vừa tức vừa sợ vừa giận nhìn về phía khương tri ý trong con ngươi hiện lên rõ ràng kiên kỵ ngươi rốt cuộc muốn làm gì tôi muốn làm gì khương tri ý cười lạnh một tiếng trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một chút điên cuồng cùng cố chấp nàng gằn từng chữ nói ta muốn vì thẩm xuyên đòi một cái công đạo ngay sau đó khương tri ý xoay xe lăn đi tới trước mặt thẩm trường thanh người phụ nữ nắm lấy tóc anh mạnh mẽ nhấc đầu anh lên thẩm trường thanh nơi nào chịu qua loại thống khổ này lúc này bị đau nức nở một tiếng trong mắt khương tri ý lóe ra ánh sáng khát máu thẩm trường thanh vì đuổi thẩm xuyên ra khỏi thẩm gia ngươi thật đúng là hao tổn tâm cơ a à? ngươi nói xấu hắn ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm cùng bệnh lây qua đường sinh dục nữ trà trộn cùng một chỗ nhục thẩm gia thanh danh nhưng trên thực tế là ngươi cho thẩm xuyên hạ mê tình dược thiết kế đem bệnh tình dục nữ mang tới trong phòng của hắn mọi người thẩm gia đang muốn phản bác bảo tiêu đem ảnh chụp đã chuẩn bị trước ném lên mặt thẩm phụ người thẩm gia đình nhãn vừa nhìn trong mắt đều là không thể tin ngươi hãm hại thẩm xuyên lấy trộm cơ mật công ty bán cho công ty đối thủ nhưng mà chân chính trọng lấy cơ mật người cũng là ngươi ngươi cố ý chế tạo chứng cớ hãm hại thẩm xuyên thay ngươi gánh nồi vệ sĩ lại quăng ra một bộ ảnh chụp đại tỷ nhìn thấy tấm ảnh này chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũng lập tức ngồi phịch xuống đất trong lòng nảy sinh một chút hối hận chẳng lẽ em trách lầm tiểu xuyên thứ ba ngươi chỉ ra và xác nhận thẩm xuyên giết huynh giết cha đoạt gia sản khi một hồi tai nạn xe cộ rõ ràng là ngươi tự biên tự diễn ngươi sợ thẩm xuyên tiếp tục đã gia thẩm gia sẽ ảnh hưởng địa vị của ngươi ngươi liền tìm mọi cách hủy hắn cái chết của thẩm xuyên căn bản không phải ngoài ý muốn là ngươi thiêu sống hắn vệ sĩ vứt hết chứng cứ trong tay ra ngoài trong lúc nhất thời, trang giấy, ảnh chụp bay múa đầy trời, mặt trên tất cả đều là chứng cứ thẩm trường thanh phạm tội. Môi thẩm phụ và các tỷ tỷ run rẩy, lúc này bọn họ mới ý thức được trách lầm thẩm xuyên. Hai năm trước thẩm gia tra ra thẩm xuyên và thẩm trường thanh bị ông nhầm, cho nên liền đón con trai ruột thẩm trường thanh trở về, từ đó về sau, tính tình thẩm xuyên liền đại biến. Nguyên lai like. Thì ra không phải thẩm xuyên thay đổi mà là chân thiếu gia thẩm trường thanh cho rằng thẩm xuyên cản đường của mình đoạt địa vị của mình muốn đẩy thẩm xuyên vào chỗ chết a à. thẩm gia phong hoa tuyết nguyệt bốn tỷ muội a à, quả thật vô tình a à. lão đại thẩm phong cầm lúc mới thành lập công ty tài chính thiếu hụt rồi lại không tiện nói với người nhà là thẩm xuyên lấy ra nhiều năm tích góp âm thầm giúp đỡ ngươi cho ngươi vượt qua cửa ải khó khăn lão nhị thẩm hoa lão tứ thẩm nguyệt miễu Ngươi ở phòng thí nghiệm học giải phẫu lúc sợ không dám về nhà là Thẩm Xuyên, liên tục 4 năm rạng sáng 12 giờ đón ngươi tiễn. Thẩm gia các ngươi tìm về thân sinh huyết mạch, liền như thế đối đại Thẩm Xuyên, các ngươi không cần hắn. Giọng Khương Tri ý không lớn, lại như sấm sét đánh vào đầu mọi người. Đáy mắt người Thẩm gia đều có chút nước mắt, trong đầu bất giác nhớ tới từng ly từng tí. Chị Hai và chị Tư đã bắt đầu ông mặt khóc trống. Sai rồi các nàng đều sai rồi các nàng đều hiểu lầm tiểu xuyên khương tri ý thống khổ nhắm mắt lại một thanh chủy thủ đặt trên cổ thẩm trường thanh nàng lãnh huyết vô tình ra lệnh Dết hết đi thẩm gia một không lưu dứt lời chủy thủ trực tiếp đâm vào cổ thẩm trường thanh a à a à. không a à. từng đợt tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên nhưng rất nhanh tất cả trở về bình tĩnh thẩm xuyên lơ lửng trên không trung nhìn chầm chầm Khương Tri Ý. Cô ta là ai? Tại sao? Tại sao phải giúp hắn báo thù? Tại sao phải đối xử tốt với hắn như vậy? Bảo tiêu áo đen đi lên trước, đẩy xe lăn của Khương Tri Ý lên lầu 2. Cô đi vào phòng thẩm xuyên. Cô lấy ảnh chụp thẩm xuyên ra, tinh tế, ôn nhu, vuốt ve trân bảo, sau đó nhắm mắt lại, khuôn mặt lạnh như băng có thêm một chút ôn nhu bình thường không có a à xuyên ta tới đây là ta quá muộn lúc này mới không có bảo vệ tốt cho ngươi ngày anh đi chắc chắn rất đau không sao đâu em ở bên anh có được không rèm cửa sổ bị chính tay cô đốt lên trước mặt khương tri ý nổi lên lửa lớn ngập trời cô lẳng lặng ngồi trên xe lăn mặt hướng ra biển lửa khóe mắt tràn ra một vệt nước mắt trong suốt lẩm bẩm đều nói thần linh có thể đoạn nhân sinh tử thần linh nếu ngươi ở đây. Ta khương tri ý nguyện lấy linh hồn làm tế, đời đời kiếp kiếp chịu đủ phần thân nỗi khổ, chỉ cầu đổi thẩm xuyên đời sau bình an không việc gì, được không? Ngươi không nói sao? Vậy ta coi như ngươi đồng ý. Thẩm xuyên trơ mắt nhìn tuyệt mỹ nữ nhân tán thân biển lửa, hắn trong đáy lòng mãnh liệt tuôn ra một cổ vô lực cùng sợ hãi, hai tay liều mạng cầm lấy không khí. Không, không cần. Ngươi là ai? Vì cái gì? Ngươi là ai? Tăng. Ngọn lửa lập tức bùng lên, mang theo hồng quang cắn nuốt tất cả, trong khoảnh khắc bao vây Khương Tri Ý. Không. À. Thẩm xuyên dùng hết toàn lực mà trống giận một tiếng, lại mãnh liệt ngồi bật dậy, hắn thở hồng hộc nhìn chung quanh quen thuộc cảnh tượng, sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Đây, đây không phải phòng của tôi sao? Ta, ta chưa chết. Đang lúc thẩm xuyên hoảng hốt, di động đặt ở đầu giường lại đột nhiên vang lên. Len Ken. Thẩm xuyên cầm lên nhìn, đồng tử co rụt lại. Điện thoại di động trang đột nhiên màn hình đen, thoáng hiện một hàng chữ trắng. May mắn trọng sinh giả, ngươi có thể tưởng tượng ta là không chỗ nào không có thần linh, chỉ cần hoàn thành ta tuyên bố nhiệm vụ, liền có thể thay đổi oan khuất chết thảm kết cục. Chương 2 Là ta tự hôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ba giây sau, phong chữ trống rỗng biến mất, trang điện thoại di động khôi phục bình thường. Thần linh Tái sinh La nàng Cơ hồ là bản năng phản ứng, hắn nhớ tới cái kia dứt khoát tán thân trong biển lửa thần bí nữ nhân, thậm chí không tiếc lấy linh hồn đốt cháy làm đại giới, đến đổi lấy chính mình kiếp sau không việc gì. Khương tri ý, thẩm xuyên nhẹ giọng đọc tên cô, trái tim như bị kiến gặm nhấm, nổi lên đau xót. Tao sẽ tìm ra mày chắc chắn rồi. Trầm gia cha mẹ cùng bốn vị tỷ tỷ nuôi hắn hơn 20 năm, hắn kiếp trước đã dùng cái mạng này trả. Đời này, hắn sẽ không bao giờ khát vọng tình thân nữa. Trong mắt thẩm xuyên hiện lên một tia hàng quang, điện thoại di động lần nữa rung lên. Màn hình đen thoáng hiện, một hàng chữ trắng hiện lên trên màn hình. Hoàn thành nhiệm vụ thần linh giao phó. Cự tuyệt Trần Minh Châu trước mặt mọi người, từ hôn sau khi nhiệm vụ thành công, ngươi sẽ nhận được phần thưởng đặc thù. Trần Minh Châu, thanh mai trúc mã của hắn. Hai năm trước thẩm gia phát hiện thẩm xuyên cùng thẩm trường thanh ông nhầm, từ đó chân thiếu gia thẩm trường thanh vinh quy thẩm gia. Thân phận xấu hổ thấp thỏm bất an thẩm xuyên vì tình thân, chủ động tạo mối quan hệ tốt với thẩm trường thanh, cũng không nghĩ tới thẩm trường thanh cực kỳ ngụy trang. Bề ngoài hảo huynh để chúng ta cùng nhau hiếu kính tỷ tỷ cùng ba mẹ, sau lưng liền hãm hại thẩm xuyên đến cuối cùng cha mẹ cùng các tỷ tỷ đều đối với thẩm xuyên thất vọng đến cực điểm tiêu hao còn sót lại tình cảm cũng coi như thẩm xuyên tứ cố vô thân thanh mai trần minh châu đứng ra nói tin tưởng mình cũng vươn tay giúp đỡ mình đề nghị đính hôn nào ngờ đây chính là một âm mưu đời này cho dù không có nhiệm vụ thẩm xuyên cũng sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này tiểu xuyên minh châu đã tới Sao ngươi còn trốn trong phòng không ra? Đang lúc Thẩm Xuyên suy tư, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Chân thiếu gia Thẩm Trường Thanh cùng đại tỷ Thẩm Phong cầm hai người đứng ở cửa, gõ cửa hai tiếng, vẫn không thấy trong cửa phòng có động tĩnh. Tiểu Xuyên hẳn là tối hôm qua suốt đêm cho sát biên phát thanh viên đánh. Không phải, tối hôm qua công tác quá muộn, cho nên không dậy đi. Thẩm Trường Thanh nhìn như vì Thẩm Xuyên nói chuyện, nhưng muốn nói lại thôi đem sự thật nói ra. Thẩm Phong Cầm là đại tỷ thẩm gia, lại là kỳ tài thương mại, sao lại không nghe ra ý thẩm trường thanh đột nhiên sửa miệng. Lúc này, con ngươi nàng trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Đường đường thẩm gia thiếu gia thế nhưng đi cho cái gì sát biên chủ trì suốt đêm khen thưởng, hắn lập tức chính là muốn kết hôn người. Hiện tại Minh Châu đang ở dưới lầu chờ thẩm xuyên, quả thực càng ngày càng kỳ cục. Trong lòng thẩm phong cầm có thêm một chút tức giận, giơ tay chuẩn bị gõ cửa tuy nhiên. Ngay lúc bàn tay sắp chạm vào cánh cửa. Cửa mở rồi. Thẩm xuyên một thân hắc y, đứng ở dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn Mỹ kia làm cho trầm phong cầm vốn đang thịnh nộ đều sửng sốt một chút. Trong mắt thẩm trường thanh hiện lên vẻ ghen tị, nhưng nụ cười trên mặt không giảm. Em trai, cuối cùng em cũng dậy rồi, lát nữa ba mẹ sẽ sốt ruột chờ. Ánh mắt thẩm xuyên lạnh như băng quét thẩm trường thanh một cái, đưa usb trong tay cho thẩm phong cầm sắc mặt khó coi đại tỷ cái này cho chị thẩm phong cầm nhíu mày nhìn thẩm xuyên một cái cái gì ta nghe nói công ty ngươi gần đây tại nghiên cứu phát triển hạng mục mới vừa vặn phương diện này ta hơi hiểu một hai ta suốt đêm cho ngươi làm một phần tỉ mỉ tư liệu hẳn là đối với ngươi nghiên cứu phát triển có trợ giúp nhưng chỉ một câu nói đơn giản này làm cho trầm phong cầm đồng tưởng ngẩn ra cho nên thẩm xuyên tối hôm qua thức đêm căn bản không phải đang nhìn người dẫn chương trình tiêu tiền lung tung. Mà là tạo tài liệu dự án mới cho mình sao? Thẩm phong cầm không hiểu sao có một tia tự trách, cảm thấy USB trong tay nặng trịch. Anh! Có tâm! Thẩm xuyên không sao cả cười cười. Trên thực tế, USB này hắn đã sớm làm xong. Kiếp trước bởi vì thẩm trường thanh gây chuyện thị phi, dẫn đến trong lòng thẩm phong cầm có oán niệm với mình. USB của mình đến chết cũng không thể đưa ra ngoài. Thẩm Trường Thanh ở một bên thấy một màn như vậy, oán hận trong lòng đối với Thẩm Xuyên càng ngày càng nồng đậm. Thẩm Xuyên lúc này cũng quay đầu lại, như cười như không liếc mắt nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, thân thiết mở miệng. Anh Trường Thanh, dù sao bây giờ anh là thiếu gia chân chính của Thẩm Gia, có rảnh vẫn nên học thêm kỹ năng chia sẻ với các chị đi. Đừng tưởng rằng vừa thức đêm là đang xem người dẫn chương trình thẩm trường thanh bị tức giận sắc mặt xanh tím đang xen hết lần này tới lần khác việc này hắn rơi vào thế hạ phong chỉ có thể cắn răng cứng rắn nặng ra một nụ cười nói mình hiểu lầm thẩm phong cầm nhìn bóng lưng cao ngất của thẩm xuyên không hiểu sao có chút thất thần từ sau khi trường thanh được đón về vì sao bốn chị em họ đều cảm thấy thẩm xuyên không hiểu chuyện không nghe lời đem tranh cổ thẩm gia đặt ở hội đấu giá đổi thành dấu tích giả cố ý chụp ảnh bơi của chị hai bán cho phóng viên đổi thuốc bổ chị tư cho chị ba thành thuốc sổ chờ một chút thật nhiều thật nhiều rõ ràng rõ ràng trước kia hắn tốt nhất a à? chẳng lẽ đúng như lời minh châu nói thẩm xuyên vì đuổi chân thiếu da mà không từ thủ đoạn sao trong đại sảnh lầu một toàn bộ trầm gia và trần minh châu đều tụ tập ở đây đột nhiên thẩm xuyên cảm thấy phía sau có một đạo tầm mắt nóng rực rơi vào trên người mình ánh mắt kia lưu luyến thâm trầm dẫn tới thẩm xuyên theo bản năng quay đầu lại nhìn phía sau trống rỗng cũng không có nhìn thấy cái gì dị thường chỗ thẩm phụ thấy thẩm xuyên sững sờ ở đó bất mãn nhíu mày giận dữ nói hôm nay con xảy ra chuyện gì ngươi nhìn xem minh châu chờ ngươi bao lâu rồi trần minh châu giả vờ hòa giải chú là cháu không hợp quy cũ chú đừng trách a xuyên nhìn bộ dáng hiền đức thuộc quyển này xem Mẹ Thẩm nhìn thấy một màn như vậy, càng thêm hài lòng, vội vàng nói: "Xuyên Nhi có thể cùng Minh Châu cùng một chỗ, thật sự là đời trước tích lũy phúc phận, ngươi còn không mau cảm ơn Minh Châu." "Vốn Minh Châu nên đi theo cô ấy để ba mẹ ở khách sạn, cô ấy đặc biệt tới đón anh." Thẩm Xuyên cười lạnh trong lòng. "Đặc biệt đón tôi? Chuyên môn đến hại ta còn kém không nhiều lắm." Hắn còn nhớ rõ, kiếp trước Trần Minh Châu đã bỏ thuốc vào rượu trong tiệc đính hôn chờ mình ở khách sạn tỉnh lại thời điểm đã cùng trần minh châu sớm an bài bệnh lây qua đường sinh dục nữ nhân lẫn lộn cùng một chỗ càng là bị thẩm gia cùng trần gia bắt được bản thân trăm miệng khó phân biệt chỉ có thể thừa nhận hết thảy ô danh cũng là bởi vì chuyện này thẩm xuyên vẫn tự nhận là thẹn với trần minh châu không ngừng bù đắp cho nàng dẫn đến cuối cùng bị hai người liên thủ hại chết nói đến tích đức tôi quả thật muốn cảm ơn minh châu thẩm xuyên nhìn trần minh châu thật sâu cố ý nhấn mạnh hai chữ cảm ơn trần minh châu nhìn ánh mắt sắc bén của thẩm xuyên không hiểu sao có chút né tránh không biết vì cái gì nàng luôn có một loại thẩm xuyên đã phát hiện hết thảy ảo giác không đâu thẩm xuyên chính là cái liếm chó yêu chính mình yêu đến không cách nào tự kiềm chế căn bản sẽ không hoài nghi nàng nghĩ vậy trần minh châu tiến lên một bước thân mật ông cánh tay thẩm xuyên kiều mị cười a à, xuyên thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta đi trước đi tiệc đính hôn còn có một số việc cần anh và tôi sắp xếp thẩm trường thanh giành đáp ứng trước vậy hai người đi trước lát nữa chúng tôi sẽ tới tuy nhiên thẩm xuyên lại đột nhiên ngắt lời nói khoan đã dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người thẩm xuyên kéo tay trần minh châu từ trên người mình xuống vẻ mặt chán ghét vỗ vỗ quần áo nụ cười trên mặt Trần Minh Châu nhất thời cứng ngắc. Mọi người thẩm gia cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn thẩm xuyên, thẩm phụ cao mày chất vấn. Hiện tại có chuyện gì so với con đính hôn còn quan trọng hơn? Thẩm xuyên ngẩng đầu, gằn từng chữ. Đương nhiên là có, Trần Minh Châu. Cô nghe cho kỹ. Tôi muốn từ hôn. Chương 3 Lão bà tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vừa dứt lời, Thẩm Xuyên liền cảm giác được điện thoại di động trong túi ông một cái. Chắc là phần thưởng vào tài khoản rồi. Nói thật, Thẩm Xuyên rất tò mò khen thưởng là cái gì, càng nghi ngờ mình có thể sống lại thật sự là bởi vì thần minh loại này hư vô mờ ảo tồn tại sao. Cái gì? Từ hôn. Tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thẩm Xuyên, tự hồ không tin lời này là từ trong miệng hắn nói ra. Trần Minh Châu phản ứng trước, nàng đầu tiên là kinh ngạc sau đó là không tin. Cuối cùng bởi vì xấu hổ cả khuôn mặt đều đỏ bừng, ngữ khí đặc biệt lạnh như băng. Thẩm xuyên, ngươi đang nói đùa cái gì? Thẩm xuyên chăm chọc cười một cái. Ngươi xem ta giống là đang nói đùa bộ dáng sao? Trần Minh Châu, ta phát hiện có một số thứ không có được thời điểm còn rất thú vị, lấy được về sau, chật chật, liền tẻ nhạc vô vị, tỉ như ngươi. Thẩm xuyên tôi không thích anh tiệc cưới này cứ như vậy hủy bỏ. Âm. Trần Minh Châu quả thực như xét đánh. Cha mẹ thẩm gia cùng các tỷ tỷ trừng to mắt. Chờ chút. Trần Minh Châu mới hít sâu một hơi, mạnh mẽ duy trì vài phần tôn nghiêm nói. Thẩm xuyên, ngươi phải biết rằng Trần Minh Châu ta không gả đi được mới đính hôn với ngươi. Bao nhiêu người theo đuổi ta, ta đều khinh thường. Tuy rằng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến ngươi ở trường hợp trọng yếu như vậy cáu kỉnh. Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, cùng ta hảo hảo nói xin lỗi ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sắc mặt thẩm trường thanh nham hiểm nham hiểm nhìn thẩm xuyên. Thẩm xuyên chết tiệt. Hôm nay đây là làm sao vậy? Vừa phản kích vừa tự hôn. Rõ ràng thường ngày hắn đều sẽ vì tình thân, vì chiếm cư thước sào hơn 20 năm tâm sinh ấy nấy, mà từng bước ẩn nhẫn thẩm phụ từ trước đến nay là cái tính tình nóng nảy, nghe nói như thế lúc này hổ một mặt hướng thẩm xuyên mắng to. Ngươi lại có giật cái gì? Em tưởng đính hôn là vui đúng không? Từ khi trường thanh đón thẩm gia về sau, ngươi liền làm trời làm đất, trở nên ba cũng không nhận ra ngươi. Mẹ thẩm cũng vội vàng ôn thanh khuyên can. Tiểu xuyên, tiệc đính hôn đã thông báo cho họ hàng, con đừng làm rộn, mau cùng Minh Châu đến hiện trường đính hôn thấy Thẩm Xuyên vẫn không có phản ứng. Trần Minh Châu gắt gao nhìn chầm chầm Thẩm Xuyên, khuất nhục nói. Được. Thẩm Xuyên, anh rất khỏe. Chúng ta chơi xong rồi. Nghe này, Trần Minh Châu ta cũng không phải là người tùy tiện như vậy, người nói cưới liền cưới, người nói không cưới liền từ hôn. Ta cả đời này sẽ không để ý tới ngươi. Nói đi. Trần Minh Châu cũng không cho những người khác cơ hội phản ứng, vẻ mặt giận dữ dẫm dày cao gót trời đi. Nàng tự có mười phần nắm chắc, chỉ cần đến tới ba. Thẩm xuyên cái này coi mình như trân bảo liếm chó sẽ mở miệng giữ lại chính mình. Cô ăn chắc tính cách ôn nhu trọng tình nghĩa của thẩm xuyên, thường ngày chỉ cần cô tức giận, cho dù không chiếm lý thẩm xuyên cũng sẽ tới dỗ danh mình. Ba Hai Một Hả Không ngờ không có động tĩnh Thẩm xuyên muốn chơi thì chơi phải không ta nhất định phải cho ngươi biết cái gì gọi là tìm đường chết cái gì gọi là truy thê hỏa tán trường dương cho đừng bao giờ nghĩ đến tôi nữa trần minh châu sắc mặt âm trầm hít sâu một hơi cũng không quay đầu rời khỏi đại sảnh khách sạn đệ đệ ngươi cũng quá tùy hứng làm sao có thể trước mặt mọi người từ hôn đây không phải là đánh trần gia mặt sao việc này nếu truyền ra ngoài người ngoài nên nghĩ thẩm gia ta như thế nào Bố thẩm đen mặt, ngàn một hơi không nói gì. Đại tỷ thẩm phong trầm cũng không lên tiếng răng dậy, mà là ánh mắt thâm trầm nhìn về phía thẩm xuyên. Nhị tỷ thẩm hoa ngưng thấy đại tỷ không nói chuyện, liền đứng dậy, vẻ mặt thất vọng lắc đầu nói. Thẩm xuyên, ngươi cho rằng ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Ngươi có biết ngươi đột nhiên hủy hôn sẽ mang đến cho thẩm gia, trần gia bao nhiêu thương tổn không? Mẹ thẩm cũng là vẻ mặt bi thống nhìn thẩm xuyên. Tiểu xuyên, lúc trước mẹ không tin người ngoài nói gian quyết định tính cách mẹ vẫn cho rằng có thể nuôi con tốt nhưng cuối cùng là mẹ sai rồi ngươi không phải thẩm gia huyết mạch trong xương chính là không tốt gian ngươi trong khoảng thời gian này làm hại thẩm gia gà bay chó nhảy còn chưa đủ sao con muốn làm căng thẳng quan hệ giữa thẩm gia và trần gia sao ha 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 ghen thẩm xuyên nghe hai chữ này chỉ cảm thấy buồn cười trong mắt hắn chứa bi thương nhìn về phía cha mẹ nuôi dưỡng mình hơn 20 năm, các tỷ tỷ chỉ hỏi một câu. Mẹ, nếu con nói Trần Minh Châu đính hôn với con, là muốn hại con thân bại danh liệt, mẹ tin không? Nếu như ta nói, những chuyện sai kia cũng không phải ta làm, ta là bị nói xấu hãm hại, ngươi tin không? Đại tỷ Chị hai Tam tỷ Tứ tỷ, các ngươi tin ta sao? Bốn vị tỷ tỷ há hốc miệng, cái gì cũng không nói. Mẫu thân thất vọng đau khổ quay lưng lại rơi lệ. Dưới ánh mắt khiếp sợ chột dạ của thẩm trường thanh, trong mắt thẩm phụ ẩn chứa vẻ giận dữ, khuôn mặt hắn đen đến mức gần như có thể nhỏ ra nước, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trung rảy nói. Nhiệt tử. Ngươi thật sự không biết hối cải. Ta đối với ngươi quá thất vọng. Làm nhiều chuyện hoang đường như vậy còn hỏi chúng ta có tin hay không? Chính ngươi nói ngươi tin sao? cậu lại có thể chụp lén ảnh bơi của cô ấy bán cho paparazzi, cho tới bây giờ phong ba còn chưa có bình ổn, cậu lại còn dám nói cậu nói xấu. Ha ha, ta cho ngươi hai con đường. Hoặc là bây giờ đi dỗ Minh Châu trở về, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hoặc là ngươi cút khỏi thẩm gia cho ta, thẩm gia chúng ta không có loại con trai vô liêm sĩ như ngươi. Lời này vừa nói ra, Trầm Phong Cầm vẫn không nói gì nhìn không được kinh hô một tiếng. Ba ba tỷ mùi thẩm gia khác cũng vẻ mặt sợ hãi. Tuy rằng mấy ngày nay thẩm xuyên làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng dù sao sớm chiều ở chung hơn 20 năm, trong lòng các nạn vẫn rất yêu thương thẩm xuyên, hy vọng thẩm xuyên có thể trở nên tốt hơn. Tứ tỷ thẩm nguyệt miễu vẻ mặt vội vàng nhìn thẩm xuyên. Tiểu xuyên, mau xin lỗi ba, chuyện thuốc sổ kia tứ tỷ không trách con, chỉ cần con khỏe là được. Trước kia làm sai coi như đã qua, cũng không đề cập tới, hiện tại chủ yếu là đem Minh Châu đoạt về. Thẩm xuyên giận quá hóa cười. Xin lỗi. Hắn dựa vào cái gì mà xin lỗi? Kiếp trước hắn nhìn đủ nhiều, đời này hắn sẽ không nhìn nữa. Ông thẩm cho rằng lời này có thể làm cho thẩm xuyên ý thức được sai lầm, nào ngờ thẩm xuyên ngược lại cười ra tiếng, liên tục gật đầu. Được, được, tôi đi. Không tin ta cũng không tin ta, hơn 20 năm tình cảm, không sánh bằng thẩm trường thanh đón về thẩm gia ngắn ngủi hai năm từ nay về sau ta cùng thẩm gia không còn quan hệ nói đi khóe mắt thẩm xuyên phím hồng xoay người cũng không quay đầu bước nhanh rời khỏi đại sảnh thẩm phụ không nghĩ tới thẩm xuyên đi lưu loát như vậy sắc mặt nhất thời khó coi không thôi run rẩy chỉ tay vào bóng lưng thẩm xuyên mắng nghịch tử ngươi làm cho ta trái tim băng giá ngươi như thế nào như thế nào có thể nhẫn tâm như thế a à? thẩm trường thanh ẩn núp trong đám người, bất động thanh sắc lộ ra nụ cười đắc ý. Rốt cục đem tiện chủng này đuổi ra thẩm gia. Thẩm trường thanh vội vàng ân cần đi tới bên cạnh cha thẩm, giả vờ giả việc nói. Ba, ba đừng nóng giận, tiểu xuyên chính là tính cách này, có thể qua một thời gian nó sẽ trở lại. Thẩm xuyên vừa ra khỏi biệt thự thẩm gia, nước mắt liền không khống chế được trào ra. Không ai tin hắn, các tỷ tỷ cũng không tin hắn. Không sao, các nàng không cần hắn, hắn cũng không cần ba mẹ cùng tỷ tỷ. Từ nay về sau cũng chỉ còn lại cừu hận giữa hắn và thẩm trường thanh. Đột nhiên. Bang bang bang. Tim đập không hiểu sao nhanh hơn, một loại lực hút kỳ quái khiến thẩm xuyên dừng bước. Ngay sau đó, một cổ nồng đậm mùi máu tươi xen lẫn một cổ lãnh hương đập vào mặt. Thẩm xuyên lập tức đi về phía góc. Nhất thời đồng tử co rụt lại chỉ thấy một nữ nhân tuyệt mỹ mặc hắc y té xỉu trên mặt đất. Mặc dù là áo đen, nhưng máu tươi trên người đã đánh thấu áo đen, tóc đen che khuất khuôn mặt tuyệt diễm của nàng, chỉ lộ ra hàm dưới trắng nõn gầy gò. Là cô ấy. Thẩm xuyên vọt tới bên người phụ nữ, ông chặt cô vào trong ngực, giọng nói không tự chủ run rẩy. Khương tri ý là cô sao? Chương 4 Thân bại danh liệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio thẩm xuyên cẩn thận vén mái tóc trước mặt Khương Tri Ý ra. Khuôn mặt giống như mỡ dê trắng bệt, không có chút huyết sắc nào, so sánh ra, máu tươi bên môi nàng đặc biệt chói mắt, tự dưng nhiều hơn vài phần cảm giác thê mỹ vỡ nát. Thẩm xuyên lúc này mới phát hiện nữ nhân ôm trong ngực là gầy gò như thế, nhẹ nhàng bay bổng, như là bất cứ lúc nào cũng có thể thổi tan sương trắng, làm cho người ta kinh hãi Trái tim anh nổi lên một tia đau đớn. Khương tri ý, rốt cuộc cô làm sao vậy khương tri ý cô tới thẩm gia tìm tôi phải không t sao chảy nhiều máu như vậy thẩm xuyên không biết khương tri ý rốt cuộc bị thương ở đâu cho nên không dám dễ dàng di chuyển đối phương sợ sẽ tạo thành tổn thương lần thứ hai đối với cô theo quan sát của hắn máu tươi đại đa số là từ trên hai chân khương tri ý chảy ra hắn theo bản năng sợ tới hai chân khương tri ý bá trong nháy mắt muốn chạm vào đối phương, đôi mắt vốn khép hờ của Khương Tri Ý chợt mở ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo huyết quang tanh đỏ. Tay trái cô nắm lấy cổ tay thẩm xuyên, tay kia thì nhanh chóng bóp cổ thẩm xuyên. Toàn bộ động tác nhanh như chớp, căn bản không cho thẩm xuyên cơ hội giải dùa. Thẩm xuyên đầu tiên là kêu đau hít một hơi khí lạnh, ngay sau đó, cố ý thả lỏng thân thể căng thẳng, nhẹ giọng gọi một câu. Khương Tri Ý khương tri ý nghe được giọng nói của thẩm xuyên như bị điện giật tay bóp cổ thẩm xuyên đột nhiên buông lỏng cô dùng ánh mắt khiếp sợ mà phức tạp nhìn thẩm xuyên thật sâu không đợi thẩm xuyên suy nghĩ ra thâm ý trong ánh mắt cô chợt nghe cô dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại mờ mịt một tia lưu luyến gọi một tiếng a à, xuyên đừng không gì cả tim thẩm xuyên có chút tê dại theo bản năng nhìn về phía khương tri ý nhưng Khương Tri Ý lại hôn mê bất tỉnh lần nữa. Thẩm xuyên tay mắt lanh lệ đem nàng ông vào trong ngực, lúc này cũng bất chấp quá nhiều, một tay đem nàng góc quần nhấc lên. Si Hai chân gầy gò của Khương Tri Ý đầy vết thương, che kín vết thương lớn nhỏ không đồng nhất, trong đó có một vết thương rất sâu, giống như bị vũ khí sắc bén cắt đứt gân mạch. Thẩm xuyên đột nhiên nhớ tới, kiếp trước Khương Tri Ý xuất hiện hình như là ngồi xe lăn. Chẳng lẽ, là bởi vì lần này bị thương mới dẫn đến nàng không thể đi lại nhưng vào lúc này thẩm xuyên mãnh liệt cảm giác phía sau truyền đến một đạo kình phong hắn theo bản năng đem khương tri ý bảo hộ ở trong ngực ai nữ bảo tiêu nhìn thấy thẩm xuyên mặt động tác công kích chợt cứng đờ là ngươi cô biết tôi thẩm xuyên nhìn lướt qua người phụ nữ xa lạ trước mặt cau mày chất vấn nữ vệ sĩ không trả lời thẩm xuyên chỉ là dùng ánh mắt thương tiếc cùng bất đắc dĩ nhìn khương tri ý nàng thở dài thấp giọng nỉ non tiểu thư ngài làm gì vậy nâng trọng thương ngày đêm kim trình chạy tới tòa thành nhỏ này chỉ vì nhìn hắn cùng nữ nhân kia đính hôn ngài ngay cả mạng cũng không cần sao nữ vệ sĩ nhắm mắt lại đau lòng muốn chết thẩm xuyên nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của nữ vệ sĩ có chuyện gì nói sau đưa tri ý đến bệnh viện trước nữ vệ sĩ nghe nói như thế, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cô ông Khương Tri Ý từ trong ngực thẩm xuyên trở về, lạnh lùng cảnh cáo. Tri Ý là cậu gọi sao? Anh là một người đàn ông đã đính hôn, tránh xa tiểu thư một chút. Còn có, chuyện hôm nay, ngươi không nên truyền ra ngoài, nếu không, không cần ta ra tay ngươi liền sống không lại ngày hôm sau. Thẩm xuyên trơ mắt nhìn nữ bảo tiêu động tác nhẹ nhàng lại trân trọng ông lấy Khương Tri Ý, lại chớp mắt một cái, nữ bảo tiêu đã đứng ở cách đó hơn 10 mét. Thẩm xuyên nhìn bóng dáng càng lúc càng xa kia, không biết như thế nào, chính là muốn giải thích một chút. Tôi tự hôn, còn có. Cô ấy đến tột cùng là ai, tại sao phải đối tốt với tôi như vậy? Thắng. Bước chân nữ vệ sĩ dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin. Thẩm xuyên không phải yêu Trần Minh Châu Thảm rồi sao? Sao lại đột nhiên từ hôn? Nhưng rất nhanh, cô cười khúc khích từ hôn thì sao với tính cách của thẩm xuyên trần minh châu ngoắc ngoắc ngón tay hai người sẽ lại hòa hảo hắn không thể cắt đứt liên lạc với trần minh châu lại càng không biết thân phận kinh thiên của tiểu thư hắn không xứng thẩm xuyên còn muốn nói cho nữ bảo tiêu chính mình đã thoát ly thẩm gia nhưng mới vừa mở miệng lại phát hiện trước mặt thân ảnh đã biến mất không thấy quên chuyện đó đi mặc kệ ngươi là ai ta đều sẽ tìm được ngươi thẩm xuyên đơn giản xử lý trên mặt đất vết máu, sau đó đến phụ cận khách sạn mở cái phòng nghỉ ngơi. Len Ken Thẩm xuyên tâm niệm khẽ động, lập tức lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động lập tức tối sầm lại, một hàng chữ trắng nhanh chóng hiện ra. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ có được thần linh ban thưởng hay không? Trên màn hình Hai nút có và không tỏa sáng rực rỡ. Thẩm xuyên không chút do dự ấn xuống vân. Màn hình lần nữa khôi phục nguyên dạng, một giây sau, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Chẳng lẽ đây là phần thưởng? Thẩm Xuyên vội vàng mở cửa phòng. Ngoài cửa không có một bóng người, chỉ có một cái hộp tinh xảo đặt ở cửa. Màn hình đen điện thoại di động lần nữa sáng lên chữ trắng. Chúc mừng may mắn trọng sinh giả, thần linh ban cho ngươi phần thưởng đã tới, hacker kỹ thuật sơ cấp. Thẩm Xuyên mở hộp ra, bên trong nằm một viên thuốc nhỏ màu đen nhìn không ra thành phần gì chẳng lẽ ăn vào nó sẽ đạt được kỹ thuật khác cơ ngay cả ta sống lại lớn như vậy bí mật nó đều biết ta liền tin trên đời này có thần linh thì làm sao phòng bị thẩm xuyên không chút do dự nuốt xuống cơ hồ trong nháy mắt trong đầu nhiều hơn rất nhiều tri thức không thuộc về hắn chờ mở mắt ra thẩm xuyên đã triệt để nắm giữ môn kỹ thuật này trong mắt thẩm xuyên xẹt qua một tia kinh hãi cùng vui sướng khẩn cấp mà lần nữa nhìn về phía điện thoại di động chỉ có điều lúc này màn hình đã khôi phục bình thường xem ra cách nhiệm vụ kế tiếp tuyên bố còn cần một ít cơ hội đinh linh linh tiếng chuông dồn dập trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của thẩm xuyên là chị ba thẩm tuyết đường gọi tới thẩm xuyên nhíu mày nhận điện thoại không đợi hắn nói chuyện đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói lạnh như băng của thẩm tuyết đường tiểu xuyên cậu trở về một chuyến thẩm xuyên theo bản năng muốn cự tuyệt dù sao hắn cùng thẩm gia đã cắt đứt quan hệ lúc này thẩm tuyết đường gọi điện thoại cho hắn đơn giản chính là để cho hắn xin lỗi trần minh châu cùng cha mẹ trần từ lão điệu chờ đã hắn giống như mơ hồ nghe được trước khi cúp điện thoại giọng nói chắc chắn của thẩm trường thanh mất rồi lần trước hình như tôi thấy thẩm xuyên không thể nào lại là em trai làm sao a à, khóe miệng thẩm xuyên chăm chọc dơ lên. Xem ra thẩm trường thanh còn chưa từ bỏ ý định, mình đã thoát ly thẩm gia, còn tìm mọi cách hủy hoại mình. Được rồi. Đã như vậy, hắn sẽ không khách khí. Thẩm xuyên hơi cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, ngón tay nhanh chóng ấn trên màn hình. Ba phút nữa. Thẩm xuyên ngẩng đầu, đáy mắt giống như vực sâu trầm lãnh, hắn giống như đang đối với đã từng chết thảm chính mình hứa hẹn thẩm trường thanh đời này ta nhất định cho ngươi nếm thử thân bại danh liệt bị thiêu sống kết cục chương 5 đi tới tiền biếu bạn đang nghe tại truyện chấm audio khương gia trong biệt thự tư nhân khương tri ý đã thay váy dài màu trắng lẳng lặng nằm ở trên giường lớn ánh mặt trời lưu chuyển trên da thịt trắng sứ của nàng mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu màu tím xanh của nàng dụng cụ tinh vi ở trong phòng tích tích trung động hai chân bị thương nặng của nàng cũng bị treo lên cao a à, xuyên đừng đính hôn đừng rời khỏi anh khương tri ý vô thức nắm chặt chăn vẻ mặt thống khổ nỉ non một tiếng giây tiếp theo đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra khương tri ý nhìn cảnh tượng quen thuộc bốn phía cô nhíu nhíu mày lại khôi phục dáng vẻ không sợ hãi ngày xưa tiểu thư cô tỉnh rồi à nữ vệ sĩ nghe được động tỉnh trong phòng cô vội vàng chạy tới, vui mừng mà khóc nói. Tôi đi gọi bác sĩ tới, bảo cô ấy kiểm tra lại cho anh một chút. Không cần. Khương Tri Ý trực tiếp cắt đứt động tác của nữ vệ sĩ. Nàng cục mắt, thần sắc đen tối khó hiểu. Mới từ sinh tử đại quan sống lại, nàng, nàng, nàng hỏi ra khỏi miệng câu đầu tiên. Lại là thẩm xuyên. Khương Tri Ý, hôm nay hẳn là tiệc đính hôn của anh ấy và Trần Minh Châu, vì sao lúc tôi té xỉu anh ấy lại ở bên cạnh tôi? Sau khi thoáng dừng lại, giọng Khương Tri ý mơ hồ biến thái chờ mong. Hắn và Trần Minh Châu đính hôn có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Thanh âm vẫn lạnh như thường ngày, nhưng chỉ có Khương Tri ý biết tâm tình của nàng lúc này có bao nhiêu sóng lớn mãnh liệt. Nữ bảo tiêu sửng sốt vài giây, đỏ hốc mắt khuyên nhủ: Tiểu thư, lấy gia thế, thân phận, địa vị của cô, ngay cả thái tử gia của thế gia đỉnh cấp kinh đô cũng phải cúi đầu tôn kính cô một tiếng khương tiểu thư. Ngài vì sao nhất định phải đi theo thẩm xuyên này một gốc cây cổ thụ treo cổ? Nói đến đây. Đôi mắt nữ bảo tiêu có chút đỏ lên, nàng nhìn khương tri ý treo chân, giọng điệu nghẹn ngào nói. Cũng bởi vì ngài tạm thời nhận được tin tức thẩm xuyên đính hôn. Ngài kéo trọng thương, kiên quyết muốn tự mình đến xem một chút. Ngài có biết hay không, cũng bởi vì gặp thẩm xuyên, ngài chậm trễ trị liệu. Chân phải gân gãy, bắp chân ba đầu cơ không có cách nào để kéo căng cốt kết đốt. Nói cách khác, sau này ngài chỉ có thể ngồi xe lăn Hắn bất quá chỉ là một thiếu gia giả của thẩm gia. Con nuôi. Đáng giá cho ngài. Không đợi nói xong, Khương Tri Ý đột nhiên liếc cô một cái. Trong đôi mắt đẹp hẹp dài bao hàm lãnh ý cùng sát khí. Sau lưng nữ bảo tiêu lạnh lẽo, cô vội vàng cúi đầu. Không có lỗi với tiểu thư, là tôi đi quá giới hạn. Khương Tri ý đối với vết thương của mình không thèm để ý chút nào, chỉ là mặt không chút thay đổi truy vấn. Lúc ta hôn mê thẩm gia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nữ vệ sĩ. Thẩm Xuyên và Trần Minh Châu cũng không đính hôn, thẩm gia công bố tin tức với bên ngoài, nói có nhân tố không thể ngăn cản dẫn đến hôn lễ không thể cử hành đúng hạn, tạm thời bị hủy bỏ nghe nói trần gia bởi vì việc này lén lút nổi giận với thẩm gia a à, xuyên hủy hôn rồi cái đó có thể hay không có thể quay đầu lại nhìn nàng một cái hay không cô đã chờ anh rất lâu rất lâu khương tri ý rất ít khi vui mừng hiện ra trên mặt đại đa số thời gian nàng đều xa cách tự kiềm chế như băng như ngọc đứng ở trước mặt ngươi làm cho người ta có một loại cảm giác uy áp nhưng hôm nay nụ cười này làm cho cho dù đều là nữ vệ sĩ cũng nhìn không được tim đập thình thịch tiếp theo chợt nghe khương tri ý nói từng câu từng chữ đi để vương thúc lấy thân phận trưởng bối giúp ta hạ hôn thiếp cho thẩm gia tôi muốn kết hôn với thẩm xuyên thanh âm không lớn lại nói năng có khí phách giống như sấm sét đánh thức nữ bảo tiêu nữ vệ sĩ bối rối tiểu thư khương tri ý thu lại ánh mắt trong lời nói mang theo vẻ không thể nghi ngờ em chỉ cần làm theo lời anh được tôi đi thông báo cho thẩm gia khương tri ý hài lòng tựa vào đầu giường khóe môi nhếch lên a à, xuyên lần này anh sẽ không buông tay em nữa thẩm gia thẩm xuyên còn chưa biết khương tri ý sắp xếp hắn đúng hẹn trở về thẩm gia mới vừa vào hành lang chợt nghe thấy giọng nói quái gở của thẩm trường thanh từ trong phòng khách truyền tới thẩm trường thanh chị ba Em cũng không thể khẳng định, em chỉ nhìn thấy thành quả nghiên cứu của chị ở chỗ Trần Minh Châu, lỡ như đây là hiểu lầm thì sao? Ngươi xem, đây là kem dưỡng da ta lấy từ trong tay Trần Minh Châu, trên hộp kem dưỡng da này còn in tên phòng thí nghiệm của ngươi, tam tỷ ngươi hỏi Tiểu Xuyên trước đi. Thẩm Tuyết Đường không nói gì, chỉ là mở kem dưỡng da tinh tế ngửi một chút. Đúng là cô nghiên cứu phát triển kem dưỡng da mặt. Kem dưỡng da này hao phí hơn 3 tháng tâm huyết của nàng để có thể tĩnh tâm nghiên cứu phát triển loại kem dưỡng da mới, ngoại trừ ngủ, cô vẫn ở trong phòng thí nghiệm, thậm chí còn chuyển phòng thí nghiệm từ trường học đến nhà. Nếu là nghiên cứu phát triển thành công, nàng không chỉ có thể ở trong học viện thanh danh lên cao, đến lúc đó, quốc tế xí nghiệp cao cấp đều sẽ nổi tiếng mà đến. Loại kem này mới được phát triển ngày hôm qua. Vốn định chờ hôm nay thẩm xuyên đính hôn yến kết thúc lại cẩn thận kiểm tra nào ngờ rời khỏi phòng thí nghiệm một lúc như vậy kem dưỡng da và số liệu thí nghiệm đều mất thẩm trường thanh chú ý sắc mặt thẩm tuyết đường thêm mắm dặm muối nói tiếp có thể có lẽ ta đoán a à, ta đoán đệ đệ trộm kem dưỡng da này là vì lấy lòng trần minh châu sở dĩ hắn đột nhiên muốn từ hôn là để trần minh châu tạm thời không tiếp xúc với chúng ta phòng ngừa bại lộ có thể chờ danh tiếng qua đi hắn sẽ đính hôn với trần minh châu nhưng bị tôi phát hiện dấu ấn phòng thí nghiệm trên mặt kem dưỡng da ai nha chị ba tôi chỉ thuận miệng nói có thể là hiểu lầm hiểu lầm nhìn xem trường thanh thật thiện lương a chứng cứ bày ra bên ngoài còn thay thẩm xuyên nói chuyện nhưng thẩm xuyên thì sao sắc mặt thẩm phụ âm trầm tới cực điểm nhìn không được lại thở dài nhiệt tử này ta nói hắn như thế nào đột nhiên cứng lên sóng lưng muốn rời khỏi thẩm gia nguyên lai like là làm sai chuyện chột dạ mẹ thẩm mặc dù không nói gì nhưng trên trán mang theo thất vọng chị ba thẩm tuyết đường vốn còn có chút không xác định nhưng là không chịu nổi thẩm trường thanh giật dây cùng cổ động nàng trái tim băng giá nhắm mắt lại nếu thật sự là tiểu xuyên trộm ta nếu như hắn vẫn không biết hối cải không nhận sai liền khởi tố đi còn tiếp tục như vậy nhân phẩm liền phế đi dù sao cũng tốt hơn sau này ở bên ngoài gây ra loạn lớn thẩm cơ cầm nghe vậy nhíu mày thẩm trường thanh cướp lời tam tỷ tiểu xuyên lúc trước làm sai quả thật không ít nhưng hắn tuổi còn nhỏ dù nói thế nào có thẩm gia giúp hắn cũng không gây ra chuyện gì lớn việc khởi tố này quá nghiêm trọng ngài nên nghe xem hắn nhận sai xin lỗi như thế nào và nhất hắn không thừa nhận rồi nói sau nói đến đây ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói lười biến lãnh đạm. Thẩm Trường Thanh, bộ gây chuyện thị phi, chăm ngòi ly gián này ngươi thật đúng là dùng ly xối tận lực A để để ta bội phục. Chương 6 Chứng minh trong sạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lời này vừa nói ra, người thẩm gia theo bản năng nhìn về phía nguồn âm thanh. Chỉ thấy, thẩm xuyên giống như nhàn nhã lửng thững đi vào, trên mặt vẫn là vẻ mặt không chút để ý ngày xưa, chỉ có điều, đáy mắt nhiều hơn một chút vẻ chăm chọc. Hắn không nhìn ánh mắt của mọi người, lười nhác ngồi ở trên sofa. Thẩm trường thanh bị nhục mạ như thế, sắc mặt xanh tím một mảnh, nếu không là còn cố kỵ duy trì hình tượng, hắn đã sớm tiến lên cho thẩm xuyên một cái tác. Hắn nuốt xuống, giả bộ ủy khuất nói. Tiểu xuyên, ta biết ngươi oán hận ta tố giác ngươi. Nhưng ta là vì tốt cho ngươi, sai lầm nhỏ không thay đổi, đợi đến khi phạm phải sai lầm lớn, sẽ không còn kịp rồi, ta không thể nhìn ngươi liên lụy toàn bộ thẩm gia. Nếu như đây là đồ của ta, ta nói cái gì cũng sẽ không trách tội ngươi, nhưng đây là Tam tỷ không ngủ không nghỉ nghiên cứu ba tháng tâm huyết a. À. Nhìn kìa. Nhìn bộ dáng đường hoàng này xem. Khóe miệng Thẩm Xuyên nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Giả bộ yếu đuối giả nhân giả nghĩa, là chiêu thức trước sau như một của Thẩm Trường Thanh nhưng hết lần này tới lần khác thẩm phụ chính là thích ăn cái này một bộ trực tiếp chỉ vào thẩm xuyên tức giận mắng nghịch tử ngươi vì lấy lòng minh châu rõ ràng trọng ngươi tam tỷ nghiên cứu thành quả hôm nay nếu không phải trường thanh đúng lúc phát hiện chúng ta đều bị ngươi lừa gạt ông thẩm càng nói càng vô cùng đau đớn trước đây con phạm sai lầm cha không đành lòng trách con không ngờ đã nuôi con thành tính cách ngang ngược kiêu ngạo không coi ai ra gì hôm nay ngươi phải xin lỗi tam tỷ, trường thanh lần lượt. Đồng thời cam đoan về sau cũng sẽ không tái phạm loại này sai lầm, nếu không, ta hiện tại mềm lòng không cho ngươi chịu chút khổ về sau ngươi ở trong xã hội sẽ phạm sai lầm lớn. Đấy mắt thẩm trường thanh xẹt qua một tia thực hiện được. Nghe ý của phụ thân là, là muốn lấy tội trọng cấp khởi tố thẩm xuyên. Chính mình rất rõ ràng trầm xuyên. Thẩm xuyên nhìn như ôn hòa dịu ngoan, trên thực tế, hắn trong xương so với ai khác đều muốn ngạo. Để cho hắn xin lỗi mình, không khác gì tác hắn trước mặt mọi người. Thẩm xuyên sớm đã đoán được thẩm phụ sẽ không tin tưởng mình, quả nhiên, đây chính là quan hệ huyết thống sao. Không phải tôi làm, tại sao tôi phải xin lỗi? Không phải ngươi còn có thể là ai? Trường Thanh cũng đã đem mì. Thẩm xuyên lạnh lùng nhìn về phía thẩm trường Thanh hỏi ngược lại. Cậu luôn miệng nói là tôi ăn cắp, có chứng cứ không? Bất quá là nhìn thấy chút ít tin đồn thất thiệt sự tình, ngươi trong đầu liền ảo tưởng một vở kịch lớn, biết được cho là ngươi là vô tình, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn hãm hại ta đây. Thẩm trường thanh hôm nay liên tiếp bị trào phúng, coi như là ngụy trang, sắc mặt cũng có chút không nhìn được. Không đợi hắn nói chuyện, thẩm xuyên lại ngắt lời. Nếu ba thẩm, mẹ thẩm và chị gái đều không tin tôi. Tốt lắm. Không bằng hôm nay tôi đánh cược một phen nếu ngươi có thể lấy ra chứng cớ, chứng minh kem dưỡng da này là ta trộm đi, coi như ta thua. Tôi không chỉ cắt đứt quan hệ với thẩm gia công khai với bên ngoài, tôi cũng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý, lại càng không muốn thẩm gia một phân một hào. Nhưng mà... Thẩm xuyên lời nói dừng lại, ánh mắt rét lạnh tới đỉnh điểm, lời nói ra cũng mang theo lực áp bách. Nếu là người lấy không ra chứng cớ, trái tim người thẩm gia cũng theo lời hắn mà dâng lên ta muốn ngươi xin lỗi ta đi tự thú thừa nhận đã từng nói xấu ta đủ loại tội danh thẩm trường thanh không hiểu sao rùng mình một cái không đợi thẩm trường thanh nói chuyện thẩm phong cầm ngữ khí khiếp sợ ngăn lại nói tiểu xuyên ngươi có phải hay không điên rồi thẩm xuyên thần sắc lạnh nhạt ánh mắt sáng quắc nhìn về phía thẩm trường thanh thế nào vốn trong lòng thẩm trường thanh còn dâng lên vài phần kiên kỵ đối với thẩm xuyên nhưng nghe nói như thế, kiên kỵ nhất thời hóa thành chăm chọc cùng khinh thường vô tận. Trong tay hắn đã có chứng cứ xác thực, có thể chứng minh kem dưỡng mặt là thẩm xuyên trộm. Xem ra, thẩm xuyên vẫn là bộ dáng thiếu kiên nhẫn kia. Thật ngu ngốc. Bề ngoài thẩm trường thanh giả vờ không tình nguyện đáp ứng, tiểu xuyên, tôi không phải thật sự muốn đánh cược với cậu, tôi phải cho cậu biết, cậu phạm sai lầm. Chỉ có ngươi đụng tới nam tường mới có thể quay đầu lại, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Thẩm Trường Thanh lấy ra một cái USB. Hắn cắm ở trước tiên chuẩn bị tốt laptop thượng, đơn giản gõ hai cái sau, màn hình xuất hiện một đạo nhân ảnh. Hắn thâm ý nhìn Thẩm Xuyên một cái, đem laptop đẩy tới trước mặt chị ba. Bởi vì tôi mắc chứng mộng du, vì theo dõi hành tung của mình, cho nên liền lắp một cái camera trước cửa phòng mình. Nhưng thật trùng hợp, chị ba đã chuyển phòng thí nghiệm sang đối diện với tôi, vì vậy vô tình chụp được cảnh này. Nói xong, thẩm trường thanh gõ một cái khoảng trống. Hệ thống giám sát bắt đầu phát sóng. Chỉ thấy trong hình ảnh một đạo nhân ảnh lén lút từ phòng thẩm tuyết đường đi ra, thần sắc kích động, một bộ làm chuyện trái lương tâm. Mà camera giám sát vừa vặn chiếu xuống mặt bóng người, rõ ràng là Thẩm Xuyên Đại tỷ Thẩm Phong cầm thấy một màn như vậy, trái tim vốn còn do dự nhất thời lại lạnh xuống nàng vô ý thức siết chặt bàn tay, trên mặt có thêm vẻ đù cợt. Thật lố bịch. Cô vừa rồi cư nhiên tin tưởng Thẩm Xuyên. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Thẩm Xuyên là một tội phạm quen thuộc sao có thể thay đổi. Nhưng mặc dù nói như vậy, trong lòng Trầm Phong Cầm vẫn có chút thất vọng cùng đau lòng. Thẩm Phụ đập mạnh một cái bàn, tức giận mắng. Nghịch tử. Bằng chứng như núi, hiện tại ngươi còn có thể ngụy biện cái gì? Tam tỷ thẩm tuyết đường sắc mặt tối tăm, nàng đau lòng nhìn thẩm xuyên. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Thẩm xuyên không nhanh không chậm, trên mặt vẫn như cũ treo không chút để ý nụ cười, lại nhìn một lần theo dõi. "Đây là sao lưu đến USB trong video a?" À? Ngươi tiến vào trong hệ thống theo dõi, một lần nữa điều tra theo dõi. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy bộ dáng lạnh nhạt của Thẩm Xuyên, trong lòng có chút bất an. "Theo lý mà nói, hắn lấy ra chứng cớ thẩm xuyên hẳn là khẩn trương, thậm chí là lúng cúng mới đúng. Nhưng hắn thủy chung một bộ bình tĩnh dáng vẻ, phản phất đã sớm đoán được giống nhau. Thẩm trường thanh đang muốn cự tuyệt, nào ngờ thẩm xuyên lại giành nói trước. Nếu muốn phán ta tử hình, cũng nên để cho ta chết tâm phục khẩu phục A. Trong mắt thẩm phụ tràn đầy thất vọng cùng vô lực, hướng về phía thẩm trường thanh phân phó. Trường thanh, con đem hệ thống theo dõi điều tra, để cho nó triệt để hết hy vọng đi. Thẩm trường thanh thấp thỏm bất an điều tra hệ thống theo dõi. Nhưng lúc này đây, hình ảnh rõ ràng xuất hiện không nhất trí. Thẩm xuyên đi rồi, còn có một nữ nhân cũng tiến vào thẩm tuyết đường phòng thí nghiệm. Lập bột. Thẩm trường thanh thấy một màn như vậy, trái tim đập thình thịch. Không phải anh ta đã xóa đoạn video này rồi sao? Sao lại khôi phục? Thẩm Xuyên thu hết biểu tình kinh ngạc của mọi người thẩm gia vào đáy mắt, sau đó nhấn nút cách dựng lại, hơn nữa còn phóng đại mặt người phụ nữ. Lần này, tất cả mọi người đều thấy rõ khuôn mặt của nàng. Đúng là Trần Minh Châu. Ngay sau đó Thẩm Xuyên phóng đại tay của cô, trong tay cô rõ ràng cầm một hộp kem dưỡng da, kem dưỡng da cùng Thẩm Tuyết Đường mất đi giống nhau như đúc. Si. Người Thẩm gia đều hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt không thể tin. Không đợi chị Ba suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Xuyên đã điều chỉnh video đến đoạn ngắn mình tiến vào phòng thí nghiệm, anh cố ý phóng đại hình ảnh, giả bộ ủy khuất thở dài. "Đại tỷ, Tam tỷ, trong lòng các ngươi, ta thật sự không chịu nổi như vậy sao?" Thẩm Xuyên mắt chứa thương tâm mặt tự giễu nhìn về phía tỷ tỷ. "Các ngươi thấy rõ ràng à, trong tay ta cầm chính là minh mục trà, ta thấy Tam tỷ gần đây công tác quá mệt mỏi thường xuyên dụi mắt, ta lại không nỡ quấy rầy nàng." lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đưa vào. Sao lại bị người ta cắt câu lấy nghĩa, trở thành trộm cắp? Chương 7 Tới phía dưới cưới gián Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Dứt lời Thẩm xuyên phức tạp nhìn về phía thẩm trường thanh Thẩm trường thanh, cậu cố ý lấy đoạn ngắn, không chỉ vu hãm tôi, thậm chí còn lừa dối ba mẹ và chị gái Cô sợ tôi tranh giành tài sản của thẩm gia với cô như vậy sao? lời này vừa nói ra tất cả mọi người thẩm gia thần sắc phức tạp nhìn về phía thẩm trường thanh tôi thẩm trường thanh đầu đầy mồ hôi nhất thời không biết nên giải thích thế nào quả thật hắn là cố ý vu hãm thẩm xuyên không chỉ như thế trần minh châu đi trộm kem dưỡng da cũng là do hắn sai khiến rõ ràng hắn đã xóa đoạn trần minh châu tiến vào phòng nghiên cứu sao lại trống rỗng xuất hiện mẹ kiếp thấy thẩm trường thanh ấp úng nói không ra lời trong lòng thẩm xuyên thoải mái hơn nhiều lúc này thẩm xuyên lại ủy khuất lên án anh em chỉ là thiếu gia giả của thẩm gia nói không dễ nghe cũng chỉ là con nuôi ta cùng thẩm gia có hơn hai mươi năm tình thân ở đây ngươi lo lắng ta sẽ cướp đoạt gia sản của ngươi cũng bình thường nhưng ta trước đó đều với ngươi làm rõ ta sẽ không cướp thuộc về ngươi bất cứ vật gì ta chỉ cần một chút sủng ái của cha mẹ và các tỷ tỷ cũng không được sao ngươi vì sao phải hãm hại ta như vậy thẩm phong trầm không nói gì chỉ nhìn thẩm xuyên một cái trong mắt này vừa có may mắn lại có một loại suy đoán dao động nói không nên lời không đợi thẩm xuyên kịp phản ứng thẩm phong trầm cũng đã thu hồi ánh mắt nhìn hắn trầm giọng nói với trầm phụ ba đồ không phải tiểu xuyên lấy trường thanh tiểu xuyên nói ngươi là cố ý hãm hại hắn đây là sự thật sao thẩm phong cầm ánh mắt sắc bén nhìn về phía thẩm trường thanh thẩm phụ mệt mỏi ngắt lời được rồi các ngươi bức trường thanh như vậy làm gì hắn mới trở về thẩm gia bao lâu a à? nào hiểu được cái gì máy tính theo dõi bất quá chính là nửa sau không có nhìn thấy mới hiểu lầm thẩm xuyên chuyện kem dưỡng gia cứ như vậy thôi đi chúng ta hổ thẹn với trần gia trường thanh cũng không phải cố ý chuyện này về sau không ai được nhắc lại thẩm trường thanh tự hồ thật không ngờ cha thẩm lại tin tưởng mình như vậy. Hắn vốn có chút bối rối tâm hạ xuống, lúc này mượn thế nói. Cha, chuyện này là con không đúng. Tôi từ nhỏ đã không thiếu tiền yêu, cho tới bây giờ cũng không có chạm qua máy tính, video không xem xong mới trách lầm thẩm xuyên, tôi lần sau nhất định chú ý. Bố thẩm nghe được câu không có tiền thiếu tình yêu thì rất ấy nấy và đau lòng. Gặp lại thẩm trường thanh thái độ tốt như vậy hiểu chuyện như vậy, thẩm phụ càng là hạ quyết tâm muốn hảo hảo đền bù đứa con trai này lúc này hài lòng gật đầu nói biết sai thì sửa con ngoan lão tam kem dưỡng da mặt này hẳn là không có động đậy ngươi dùng để kiểm tra đo lường hẳn là đầy đủ nếu còn có chỗ nào cần trợ giúp ba ba ra mặt giúp ngươi giải quyết tam tỷ thẩm tuyết đường ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua thẩm trường thanh đang êm đẹp mà nói trước kia đã trải qua thảm hại làm cái gì hơn nửa chuyện lớn như vậy đặt ở trên người thẩm xuyên liền truy cứu như thế nào đặt ở chỗ thẩm trường thanh coi như xong trước đây chị ba còn chưa chú ý đến những chi tiết này hôm nay cẩn thận nghĩ lại đây có phải là trái tim của thái hàng tiểu xuyên hay không thẩm phong cầm cũng có chút không hài lòng nhíu nhíu mày muốn nói gì đó nhưng không đợi thẩm phong cầm mở miệng thẩm xuyên liền cười nhạo một tiếng không chút lưu tình hạ xuống một câu thẩm trường thanh ta không ngại nhắc nhở ngươi một chút, vừa rồi đánh cuộc ngươi thua, hiện tại ngươi không chỉ có muốn xin lỗi. Thẩm phụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đứa con trai nuôi dưỡng hơn 20 năm này. hắn đối với Thẩm Xuyên chỉ tiếc trèn sắt không thành thép, nhưng Chung Quy có tình cảm nhiều năm như vậy, sao có thể không trông mong Thẩm Xuyên tốt a? À? Nhưng Thẩm Trường Thanh cùng mình có quan hệ huyết thống, hắn cũng đau lòng a. À. Lúc vừa đón Trường Thanh về Thẩm gia. Cha thẩm rất hy vọng hai anh em có thể chung sống hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau, sao lại trở nên như vậy chứ? Con nói cái gì? Chẳng qua là hiểu lầm, ngươi muốn hùng hổ dọa người như thế sao? Trường Thanh là cái gì tính tình cha rất rõ ràng, hắn làm sao có thể nói xấu ngươi, hai năm nay vẫn là ngươi tại thương tổn hắn, cho rằng hắn cướp đi thuộc về ngươi sủng ái, muốn đem hắn đuổi ra thẩm gia. Tiểu Xuyên, sao cậu lại biến thành như vậy? Hung hăng sao lại biến thành như vậy phụ thân a à, ngươi còn muốn thiên vị tới trình độ nào thôi thôi tại thời điểm lập ra cái này đánh cuộc ước thẩm xuyên cũng rất rõ ràng thẩm trường thanh nhiều nhất liền cho hắn nói lời xin lỗi cuối cùng kết cục nhất định là bình an không việc gì bởi vì thẩm gia nhất định sẽ bảo vệ thẩm trường thanh thôi thẩm xuyên nhắm mắt lại hoàn toàn bỏ lại đoạn tình thân này khi mở mắt ra con ngươi không còn cảm xúc nữa cho nên oán hận cùng thất vọng tích lũy hai đời vào giờ phút này đột nhiên bộc phát ra có một khắc như vậy thẩm phụ lại cảm thấy cảm thấy mình có thể thật sự mất đi đứa con trai thẩm xuyên này không hắn chỉ là muốn cho hai huynh để bao dung lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau hắn cái này làm phụ thân muốn vẹn toàn đôi bên có cái gì sai thẩm phụ mạnh mẽ tiến lên một bước đem thẩm trường thanh hộ ở phía sau trong mắt hắn thất vọng cùng đau lòng đều nhanh trào ra run rẩy nói bằng không ngươi còn muốn thế nào tiểu xuyên không phải ba hoài nghi ngươi lại càng không phải các tỷ tỷ hiểu lầm ngươi mà là ngươi trước đó làm quá nhiều chuyện sai lầm là ngươi từng bước từng bước để cho chúng ta đánh mất đối với ngươi tín nhiệm chúng ta tha thứ ngươi nhiều lần như vậy nhiều lần cho rằng ngươi tiếp theo hội biến tốt cũng bởi vì tiểu xuyên hiểu lầm ngươi lần này liền không được sao? Ông thẩm nói xong, hốc mắt đều đỏ lên. Ba, đừng nói nữa, là lỗi của con, tiểu xuyên không xứng đáng. Thẩm trường thanh nhanh chóng đi lên phía trước, ngập ngừng xin lỗi thẩm xuyên. Không có lỗi với tiểu xuyên, tôi không biết trong lòng anh lại hiểu lầm tôi như vậy. Thẩm trường thanh khóc nức nở, giả bộ ấy nấy nói với cha thẩm. Ba, đều là lỗi của con, ba đừng vì con mà cãi vã với em trai ông thẩm thấy thẩm trường thanh như thế càng kiên định bảo vệ trước người thẩm trường thanh dùng một loại ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm thẩm xuyên thẩm phong cầm giật giật môi làm thế nào cũng nói không nên lời để cho em trai ruột đi tự thú loại chuyện hoang đường này nhìn đi thân sinh chính là thân sinh chính mình a à, không bao giờ nên yêu cầu xa vời tình thân nữa thẩm xuyên trên mặt toát ra một vòng châm biếm thật sâu nhìn người thẩm da một cái sải bước rời đi cũng được, cái này hơn 20 năm ân dưỡng dục, cứ như vậy đi. Tiểu Xuyên Trầm Phong cầm nhịn không được gọi một tiếng, nhưng không làm nên chuyện gì. Ngươi gọi hắn làm gì, hắn ngày hôm qua không phải kêu muốn cùng thẩm gia đoạn tuyệt quan hệ sao? Để cho hắn đi. Để cho tên nghịch tử này đi. Thẩm Trường Thanh đứng sau lưng cha thẩm, không lộ dấu vết cười lạnh đắc ý. Tuy rằng làm ô nhiễm thẩm xuyên không thành công, nhưng quan hệ giữa Thẩm Xuyên và Thẩm Gia đã càng ngày càng kém. Thẩm Xuyên Đừng trách tôi. Muốn trách, thì trách chính mình. Là ngươi cướp đi gia thế cùng thân tình thuộc về ta, hôm nay, ta chỉ là cướp về mà thôi. Lão gia, đại hỷ sự, vương thủ phú tới, hắn mang theo một đống lớn bảo tiêu cùng lễ vật đã đến cửa biệt thự. Chương 8 Rời đi thẩm gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio thẩm xuyên vừa ra khỏi cửa không bao lâu quản gia liền cấp bách chạy vào tin tức bất thình lình khiến cha thẩm bối rối ông theo bản năng hỏi một câu vương thủ phú vương thủ phú nào đương nhiên là gia chủ vương gia vương chí vĩ quản gia nói đến tên hắn trung khí mười phần trong mắt càng mang theo sùng bái nồng đậm vương gia một trong tam đại gia tộc của thành phố thanh châu cũng là đầu rồng nắm giữ gia tài vạn quán không biết ai là người đầu tiên bắt đầu gọi Vương Chí Vĩ là người giàu nhất, khi thịnh hành, mọi người đều gọi như vậy. Danh tiếng người giàu nhất, danh bất hư truyền. Thẩm gia mặc dù ở thành phố Thanh Châu coi như là có chút uy vọng, nhưng xét đến cùng bất quá là gia tộc hạng 2 hạng 3, cùng loại gia tộc đỉnh cấp này căn bản không thể so sánh. Vương Chí Vĩ đã từng ngay cả gặp mặt một lần cũng phải hẹn trước đột nhiên quan lâm thẩm gia. Điều này làm cho cha thẩm nhất thời lúng cuốn tay chân, ông cũng bất chấp tức giận vội vàng nói mau mau chúng ta cùng ra ngoài nên đón vương thủ phú rồi không đợi đi ra cửa chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng cười sang sảng thẩm gia chủ không cần khách khí như vậy ta hôm nay không mời tự đến mong thứ lỗi theo tiếng cười nhìn lại chỉ thấy một người trung niên mặc đồ đường đi vào hắn nhìn qua thập phần trẻ tuổi mặt mũi hiền lành cười mà phía sau hắn thì đi theo mấy chục tên bảo tiêu áo đen, bọn bảo tiêu trong tay nâng cái rương đỏ thẩm, cái rương nặng trịch, không biết bên trong chứa những thứ gì. Thẩm phụ có chút câu nệ, bất an nói. Vương thủ phú ngài khách khí rồi, không biết ngài hôm nay đến, đến tột cùng là chuyện gì. Vương chí vĩ đi thẳng vào vấn đề. Ta hôm nay đến, là thay người hạ thiết cưới với lệnh công tử. Vừa dứt lời, vương chí vĩ vỗ nhẹ tay một cái rào 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 rào. Mười mấy cái hộp màu đỏ trong phút chốc mở ra. Toàn bộ đại sảnh kim quang bắn ra bốn phía, trong rương bày đủ loại đồ trang sức xa xỉ. Chỉ nghe bảo tiêu lên tiếng quát to. Sang hô triều châu hai bàn. Sông loan hàm thọ quả kim trăm một đôi. Hai cái cờ lê phỉ thúy thủy tinh chủng. Phú quý hôm nay khiến người thẩm gia nghe đến ngay người, một đám mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chầm chầm cái rương đỏ trước mặt phóng mắt nhìn lại mấy trăm món hàng mỹ nghệ chế tác bằng vàng không ít phỉ thúy mã não tranh cổ giá cả xa xỉ thủ bút bực này đủ mua nửa thẩm thị vương chí vĩ hạ thủ bút lớn như vậy chẳng lẽ là vì nữ nhi của hắn đề hôn nói đến con gái của vương chí vĩ toàn thành phố không ai không hiểu tuy rằng nàng là con gái của người giàu nhất nhưng hành sự thập phần khiêm tốn hơn nữa vương chí vĩ cố ý bảo vệ cho nên ít có người gặp qua Hắn ba đứa con trai, cuối cùng mới có một nữ. Vương Chí Vĩ đối đãi với cô con gái này, có thể nói là nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Nếu là hắn thật sự là vì nữ nhi này cầu hôn, như vậy thẩm gia thật đúng là trèo lên cành cao, sau này ở Thanh Châu thị liền triệt để đặt chân. Nhưng Trường Thanh giao tiếp với Vương gia từ khi nào? Không đợi thẩm phụ đặt câu hỏi, Vương Chí Vĩ cười mở miệng. Ta lần này tới là lấy thân phận trưởng bối thay Khương Tiểu Thư hạ hỷ thiếp cho lệnh công tử, bởi vì chuẩn bị vội vàng, đồ đạc chuẩn bị không đầy đủ, người thứ lỗi. Chờ ngày hai vị chính thức kết hôn, ta sẽ bổ sung. Tiếp tục đi. Vương Chí Vĩ quay đầu nhìn Thẩm Trường Thanh, thử hỏi một câu. Vị này chắc là Thẩm Thiếu Gia. Thẩm Trường Thanh vừa mới bắt đầu không kịp phản ứng, nghe được câu hỏi của Vương Chí Vĩ, hắn cuống quyết thu ánh mắt từ xính lễ trở về, lộ ra một nụ cười nịnh nọt vương chí vĩ am hiểu nhìn mặt nói chuyện có đôi khi chỉ cần một chút biểu tình hắn liền có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương hắn ngoài mặt bất động thanh sắc trong lòng lại hiện lên một tia thất vọng đây là người khương tiểu thư coi trọng sao thẩm trường thanh chậm nửa nhịp phản ứng lại lời nói của vương chí vĩ hắn vội vàng truy vấn không phải ngài thay con gái ngài hạ thiếp cưới với tôi sao vị khương tiểu thư này là ai nhìn ánh mắt nghi hoặc của thẩm trường thanh, vương chí vĩ cũng có chút bối rối. Cô không biết tiểu thư. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mình nhận lầm người? Nhưng Khương Hồ về rõ ràng hạ lệnh, để cho mình chỉ để ý mang theo xính lễ đến thẩm gia hạ thiếp cưới, nói quá nhiều dễ dàng trêu chọc sự cố, đối phương tự nhiên biết Khương Tiểu Thư là ai. Vương Chí Vĩ nghe nói như thế, vội vàng hướng về phía cha thẩm hỏi một câu. Ông chỉ có một đứa con trai này thôi sao? thẩm phong cầm theo bản năng muốn nói chuyện lại bị cha thẩm dùng ánh mắt ngăn lại trong lòng thẩm phụ vẫn đang giận dỗi trước kia là hắn quá sủng ái thẩm xuyên nên nhẫn tâm để cho hắn chịu khổ nhiều một chút không sai ta chỉ có một đứa con trai này nếu thẩm xuyên nhẫn tâm không cần cái nhà này vậy hắn cũng không cần phải nhắc tới đối phương nữa huống chi với năng lực của thẩm xuyên căn bản sẽ không biết loại người quyền quý như vương chí vĩ Vương Chí Vĩ nhíu mày trầm tư. Khương Hộ Vệ vốn là cực kỳ chán ghét Thẩm Xuyên, thậm chí cũng lười ra mặt tự mình thông báo cho Vương Chí Vĩ, chỉ là gọi điện thoại không đến 30 giây, bảo hắn đến Thẩm Gia tìm Thẩm Gia thiếu gia hạ thiếp cưới. Nếu Thẩm Xuyên đáp ứng nàng, tất cả đều vui mừng. Nhưng nếu Thẩm Xuyên cự tuyệt, vậy đứng ở góc độ Khương Hộ Vệ mà xem, đây đối với tiểu thư chính là chuyện tốt. Cho nên, nàng đem quyền chủ động giao cho Thẩm Xuyên chẳng lẽ là tiểu tử này đã biết khương tiểu thư chân bị thương sau này khả năng đứng không dậy nổi cho nên mới giả bộ ngu ngốc dùng cái này đến cự tuyệt chính mình thật sự là dễ tính toán nụ cười của vương chí vĩ đột nhiên thu lại trên người tản ra một cổ uy áp độc hữu của thượng vị giả hắn hơi uy hiếp nói với thẩm trường thanh tiểu tử ngươi nên suy nghĩ cẩn thận ta nợ khương tiểu thư một ít ân tình cho nên đặc biệt giúp nàng đi một chuyến Khương Tiểu Thư tuy rằng hai chân tàn tật, nhưng y theo hiện tại phát triển y thuật, nói không chừng nàng vẫn có thể đứng lên, đến lúc đó, ngươi chính là muốn theo đuổi nàng, cũng không có cơ hội. Cái, sao? Hay là tàn tật? Thẩm Trường Thanh vừa nghe, ánh mắt vốn nóng bỏng nhất thời phai nhạt. Hắn là nghèo sợ khổ sợ, vọng tưởng một bước lên mây. Nhưng để cho hắn cả đời trông coi một nữ nhân tàn tật sống qua ngày, đây là tuyệt đối không có khả năng huống chi trong ba đại gia tộc Thanh Châu cũng không có họ Khương, chắc hẳn chỉ là một tiểu thế gia không nổi danh. Vương Chí Vĩ sợ dĩ thay nàng đến, chỉ sợ thuần túy là bởi vì thiếu ân tình của nàng, nói không chừng những xính lễ này đều là vương gia chuẩn bị. Ân tình đầu năm nay làm sao so được với vàng thật bạc trắng. Vương Thủ Phú trả xong ân tình lần này, chỉ sợ lần sau sẽ không qua lại với Khương Tiểu Thư. Không đợi thẩm phụ nói chuyện, thẩm trường thanh lúc này cười nhạt quyển chuyển cự tuyệt vương thủ phú ta biết ngài là hảo tâm chỉ có điều ta cùng khương tiểu thư này cũng không lui tới tôi thậm chí không biết dáng vẻ của cô ấy càng không rõ vì sao cô ấy lại thích tôi nếu tôi thật sự yêu một người căn bản không quan tâm đến gia đình bối cảnh ngoại hình của cô ấy đừng nói là tàn tật cho dù cô ấy là người thực vật tôi cũng sẽ giữ cô ấy cả đời nhưng tình yêu không thể cưỡng cầu tôi ở đây cảm tạ khương tiểu thư nâng đỡ đáng tiếc tôi không thể đáp ứng cô ấy. Lời này nói thập phần đường hoàng. Nếu không phải vương chí vĩ nhạy bén nhận ra ánh mắt biến ảo của thẩm trường thanh, chỉ sợ thật sự phải tin tưởng hắn. Được rồi. Được được được. Vương chí vĩ nhìn thẩm trường thanh một cái thật sâu, liền hướng về phía vệ sĩ bên cạnh phân phó. Nếu thẩm gia cự tuyệt, vậy chúng ta rút lui. Thẩm trường thanh nghe nói như thế, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào những cái rương đỏ kia hắn đột nhiên giả bộ thành khẩn nói với vương chí vĩ vương thủ phú tuy rằng tôi không có duyên với khương tiểu thư nhưng để cảm ơn sự nâng đỡ của cô ấy ngài có thể cho tôi số điện thoại hoặc địa chỉ của cô ấy không mặc kệ như thế nào ta muốn trực tiếp bày tỏ cảm tạ lấy bút tích của vương gia những lễ hỏi này hơn phân nửa liền tặng cho vị khương tiểu thư này tuy rằng nàng không xứng làm thê tử của mình nhưng mà đáy mắt vương chí vĩ xẹt qua một đạo hàng quang hắn lúc này khẽ cười một tiếng mí mắt cũng không nâng lên chậm rãi bỏ lại một câu khinh thường thẩm thiếu gia ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngươi bỏ lỡ cái gì cả đời này ngươi cũng không xứng tới gần nàng chương 9 cùng nàng kết hôn bạn đang nghe tại truyện chấm audio dứt lời vương chí vĩ không thèm liếc thẩm trường thanh một cái sải bước trời đi nụ cười của thẩm trường thanh nhất thời cứng nhắc Đấy lòng trào ra một cổ cảm giác trống trải khó hiểu, thật giống như mình thật sự mất đi một cơ hội rất khủng bố. Thẩm phụ còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn theo bản năng cho rằng là vương chí vĩ mắt chó nhìn người thấp. Quá mức rồi. Trường thanh, con yên tâm, ba tìm cho con người tốt hơn. Thẩm trường thanh cố nặng ra một nụ cười, hướng về phía cha thẩm nói cảm ơn. Bố thẩm nhìn bộ dạng gượng ép của cậu, càng đau lòng. Trường Thanh, con quá hiểu chuyện rồi. Vốn anh muốn em ở nhà thêm vài ngày, xem ra cũng đến lúc rèn luyện em, ngày mai em theo anh đến công ty. Vừa hay công ty gần đây có hoạt động đấu thầu, em theo anh học tập cho tốt, sau này thẩm gia không tránh khỏi phải dựa vào em. Thẩm Trường Thanh nghe nói như thế, nguyên bản ảm đạm thần sắc nhất thời sáng lên, hắn khóe miệng không thể khống chế dương lên, vội vàng nói cảm ơn. Cảm ơn ba mà thẩm gia bốn tỷ muội vẫn trầm mặt không nói thì sắc mặt phức tạp. Các nàng rõ ràng lời này của thẩm phụ ý vị như thế nào? Nghĩa là, phụ thân đã xác định thẩm trường thanh là người thừa kế thẩm gia. Bốn chị em các nàng đối với chức vị công ty cũng không có lòng mơ ước, các nàng đều có chức vị riêng, cho dù rời khỏi thẩm gia, vẫn có thể phong sinh thủy khởi. Chỉ có điều, thẩm xuyên. Bốn chị em liếc nhau, đều ăn ý không nói gì chỉ có thẩm phong cầm nắm chặt bàn tay, thần sắc tích tụ, lông mày liễu nhăn thành một gò nhỏ. Vốn vị trí này hẳn là của Tiểu Xuyên, hiện tại bị thẩm trường thanh thay thế, đây thật sự là đúng sao? Tiểu Xuyên thật sự không chịu nổi như vậy sao? Chờ thẩm trường thanh nói chuyện với cha thẩm xong thì trời đã tối. Hắn đang muốn trở về phòng, di động trong túi lại đột nhiên ông ông rung động. Thẩm trường thanh nhìn thoáng qua màn hình, thần sắc chợt trở nên cẩn thận, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trong hành lang có những người khác hay không lúc này mới trở về phòng của mình khóa trái cửa sao lại chậm như vậy nghe điện thoại cũng lâu như vậy trong lòng thẩm trường thành có chút không kiên nhẫn ngữ khí cũng có chút lãnh đạm vừa rồi có việc không phải tôi đã nói rồi sao gần đây là thời kỳ đặc biệt trừ phi có chuyện đặc biệt nếu không ít gọi điện thoại cho tôi trần minh châu lúc này liền không vui Ngươi không phải nói chỉ cần đem thẩm xuyên lật đổ sẽ hướng ba mẹ ta công khai quan hệ của hai ta sao? Thẩm trường thanh, ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta một câu trả lời thỏa mãn. Trong đôi mắt đen của thẩm trường thanh hiện lên một tia hàng ý. Mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành. Minh Châu, em phải tha thứ cho anh, anh bận quá, vừa rồi ba đồng ý cho anh vào công ty. Tuy rằng hiện tại Thẩm Xuyên đã bị đuổi ra khỏi Thẩm Gia, nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Trong mắt Thẩm Trường Thanh hiện lên u quan, thanh âm lạnh như băng làm cho người ta không rét mà run. Trảm Thảo nhất định phải diệt tận gốc. Ta không chỉ có muốn Thẩm Xuyên bị đuổi ra đi, ta còn muốn hắn thân bại danh liệt, vĩnh viễn không cách nào xoay người. Cho nên, chỉ có thể vất vả ngươi một chút, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, đúng không? Thẩm Trường Thanh rất nhanh lại khôi phục ôn nhu thái độ, nhẹ giọng hỏi trần minh châu do dự mãi cuối cùng vẫn đáp ứng ngươi yên tâm đi thẩm xuyên chính là một tên liếm chó hắn sẽ không chạy ra khỏi lòng bàn tay ta trước ngày mai hắn nhất định sẽ tới tìm ta cầu xin ta tha thứ cho hắn đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi chúng ta dựa theo kế hoạch tiến hành nói tới đây trần minh châu lại nói chờ sau khi giải quyết triệt để thẩm xuyên anh không thể kéo dài nữa nhất định phải đề hôn với ba mẹ em thẩm trường thanh ý vị thâm trường nở nụ cười hàm răng trắng nõn trong bóng tối phá lệ chói mắt em yên tâm anh sẽ không nuốt lời hai người cúp điện thoại đáy mắt thẩm trường thanh xẹt qua một tia ác độc thẩm xuyên ngươi cứ chờ thân bại danh liệt đi thẩm gia này chỉ có thể là của ta ngày hôm sau sáng sớm thẩm xuyên từ từ tỉnh lại trong khách sạn sau khi ăn sáng xong, anh mới cầm máy tính, mở trang web. Thẩm xuyên nhìn trên trang web nhảy ra hot sớt, theo bản năng muốn nhấn vào. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên ý thức được cái gì, hắn cười dễu cật một tiếng, cuối cùng không có nhấn vào, mà là ở trong màn hình gõ xuống ba chữ. Khương tri ý. Đợi một lát, bên trong công cụ tìm kiếm lại không có bất kỳ tư liệu nào. Không chỉ là không có ảnh chụp, mà ngay cả một chữ viết cũng không có giống như trên thế giới này không tồn tại khương tri ý sạch sẽ quá đáng xem ra đối phương có kỹ thuật hacker cao cấp hơn hắn đem toàn bộ tin tức của khương tri ý giấu đi từ đủ loại phương diện biểu thị khương tri ý tuyệt đối không phải người bình thường nhưng kiếp trước vì sao nàng phải cứu ta nếu hắn gặp qua khương tri ý tuyệt đối sẽ không không có chút ấn tượng nào không phải trí nhớ của hắn tốt mà là đối phương để lại ấn tượng quá sâu hầu như chỉ cần nhìn một cái sẽ không quên thẩm xuyên trong đầu linh quan chợt lóe lập tức lợi dụng hacker kỹ thuật tại thành phố bất động sản hệ thống một lần nữa tìm tòi lại chiếm được ngoài ý muốn thu hoạch địa chỉ này là khu biệt thự nổi tiếng của thành phố không chỉ yên tĩnh mà tất đất tất vàng xem ra hẳn là nơi ở của khương tri ý thẩm xuyên thoáng do dự hắn có nên đi một chuyến hay không thẩm xuyên vừa nghĩ tới khuôn mặt trắng bệch cùng hai chân chảy máu của cô trái tim liền nhìn không được đau đớn nhưng vào lúc này điện thoại di động của thẩm xuyên đột nhiên vang lên màn hình tự động tối xuống ngay sau đó một hàng chữ trắng hiện lên hoàn thành nhiệm vụ thần linh giao phó kết hôn với khương tri ý sau khi nhiệm vụ thành công khen thưởng y thuật sơ cấp kết kết hôn thẩm xuyên khiếp sợ hít một ngụm khí lạnh nhưng nhiệm vụ cũng quá khó khăn tuy rằng khương tri ý ở kiếp trước đã cứu mình nhưng kiếp này khương tri ý hoặc là nói giờ phút này khương tri ý đối với mình có thái độ gì thẩm xuyên có chút đau đầu chân bị thương của khương tri ý vẫn là tâm bệnh của thẩm xuyên nhưng bây giờ anh một nghèo hai trắng lấy cái gì cầu hôn khương tri ý cũng không thể dựa vào da mặt dày của mình chứ thẩm xuyên trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp mặc kệ như thế nào trước đi vị trí này nhìn xem đi mà lúc này khương gia khương tri ý mặt lạnh như băng nhìn cô gái chơi gái gằn từng chữ hỏi em lặp lại lần nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữ bảo vệ chơi gái kiên trì báo cáo tiểu thư vương thủ phú truyền đến tin tức nói thẩm gia cự tuyệt thiệp cưới răng rắc chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy cái ly trong tay khương tri ý bị bóp nát tiểu thư nữ bảo phiêu kinh hô một tiếng nàng tiến lên một bước vội vàng mở nắm tay khương tri ý ra bàn tay trắng nõn khảm vào không ít mảnh thủy tinh máu tươi không ngừng chảy ra ngoài nhưng thần sắc khương tri ý trống rỗng giống như căn bản không cảm giác được đau đớn khương tri ý lạnh lùng ngước mắt nắm lấy bả vai nữ bảo vệ tại sao anh ta lại từ chối tôi nữ bảo vệ chơi gái đau đớn hít vào một hơi ngẩng đầu đụng vào đôi mắt đỏ tươi của khương tri ý trong mắt luôn luôn tỉnh mịch kia lúc này phát ra hàng quan khiến người ta kinh hãi hay là nói hắn thủy chung không bỏ xuống được trần minh châu khương tri ý thanh âm khàn khàn như là tùy thời sẽ thô bạo vết chóc bệnh trạng ma quỷ hắn là của ta không đợi nữ bảo hiểm kịp phản ứng khương tri ý mạnh mẽ đứng dậy làm bộ muốn kéo giá treo hai chân nữ bảo vệ chơi gái nhìn thấy một màn như vậy sợ tới mức mặt mũi trắng bệch nàng vội vàng ngăn cản tiểu thư chân của người còn chưa khôi phục bây giờ xuống giường chân của người thật sự không còn hy vọng chữa khỏi anh nghĩ tôi quan tâm sao ta trả giá nhiều như vậy chính là vì trở lại bên cạnh hắn nếu không có hắn ta sống có ý nghĩa gì đôi mắt đẫm máu mang theo một cổ cố chấp điên cuồng toàn thân tản ra lệ khí cút ngay. Khương Tri ý mặt không chút thay đổi nhìn nữ bảo hiểm chơi gái một cái. Nàng mạnh mẽ đem hai chân từ trên giá treo kéo xuống, động tác thập phần thô lỗ, phản phất không phải hai chân của mình, dãy dụ muốn xuống giường. Xé. Khương Tri ý vốn đã xử lý xong vết thương bị xé rách, băng vải trắng noãn nhất thời thấm ra từng chút máu tươi. Nữ bảo vệ chơi gái vừa kinh hãi vừa sốt ruột, nhưng lại không có cách nào ngăn cản Khương Tri ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngay tại nữ bảo vệ chơi gái lúng cuốn đến sắp sụp đổ thời điểm, bảo tiêu đột nhiên gõ cửa đi đến. Tiểu thư, thẩm xuyên tiên sinh đến, có muốn cho hắn tiến vào hay không? Chương 10 Ta đều giúp ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thẩm xuyên tới. Ông. Đầu Khương Tri ý trống rỗng một giây. Sau đó. Nữ bảo vệ trơ mắt nhìn động tác của Khương Tri ý lập tức ngừng lại, Áp suất thấp trên người cũng đột nhiên tiêu tán, sau đó hai tay tao nhã chồng lên nhau trước bụng. Ngữ khí nhàn nhạt. "Mong đợi, khó có thể phỏng đoán phân phó. Cho hắn vào. Giúp tôi xử lý một chút, đừng để hắn phát hiện." Giọng Khương Tri ý rất bình tĩnh, lại lộ ra vài phần kích động. "Lúc này ngài có biết nóng nảy không? Không phải, tốc độ biến sắc mặt của ngài có phải quá nhanh hay không?" nữ bảo vệ chơi gái vẻ mặt bất đắc dĩ gọi bác sĩ cùng người hầu tới trước khi thẩm xuyên vào nhà đã xử lý xong thẩm xuyên thấp thỏm bất an ôm hoa đi vào phòng ngủ anh nhìn khương tri ý nằm trên giường bệnh trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm khương tri ý khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng hôm nay bị thương dung nhang cũng chưa từng tổn hao nửa phần ngược lại so với ngày thường nhiều hơn một phần cảm giác yếu ớt như là một khối mỹ ngọc bị đánh nát kinh tâm động phách đầu óc thẩm xuyên trống rỗng vốn đã chuẩn bị tốt tất cả đều không nhớ được hắn đưa bó hoa hồng xanh băng trong tay tới tri ý tiểu thư tôi đến xem tình trạng thân thể của cô đây là cho cô tôi là thẩm xuyên vốn khương tri ý bởi vì thẩm xuyên cự tuyệt mình còn có chút kiêu ngạo nhưng khi cô nhận được hoa của thẩm xuyên cái gì cao lãnh cái gì oán ý cái gì muốn giết người lửa giận toàn bộ biến mất từ trước đến nay hỷ nộ vô thường nặng nhất thời tâm hoa nộ phóng tặng ta tim thẩm xuyên đập thình thịt da tóc khẩn trương hỏi thử có phải cô không thích hoa này không vậy cô nói với tôi cô thích dạng gì thẩm xuyên vừa nói vừa muốn đứng dậy lại bị khương tri ý giữ chặt cổ tay bàn tay khương tri ý hơi lạnh còn mang theo từng tia từng tia lãnh hương nữ bảo vệ tự giác đứng lên tiểu thư tôi đi ra ngoài trước đợi sau khi cô đi khương tri ý mới đoạt hoa của thẩm xuyên khuôn mặt luôn xa cách mang theo chút dịu dàng cô hiếm khi lộ ra cảm xúc tôi thích chỉ cần là em tặng anh đều thích thật tốt a à, xuyên tặng hoa cho cô rồi vẫn còn màu xanh màu xanh đại diện cho cái gì khương tri ý như nghĩ đến điều gì lại ngước mắt nhìn thẳng vào mắt thẩm xuyên tại sao anh từ chối tôi anh còn thích trần minh châu không không biết vì sao rõ ràng tiếp xúc với khương tri ý không quá vài lần hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc nồng đậm ngay cả tim đập cũng nhanh hơn vài phần cái gì cự tuyệt anh tôi cho người đến thẩm gia hạ thiếp cưới cô cự tuyệt vì sao khương tri ý ánh mắt sáng quắc nhìn thẩm xuyên cô đã rất kiềm chế bản thân nhưng nàng nghĩ nếu thẩm xuyên chính miệng nói ra hắn vẫn yêu trần minh châu nàng thật sự sẽ không khống chế được dục vọng chiếm hữu trong lòng tự tay giết trần minh châu không giết tất cả mọi người bên cạnh hắn tất cả đều chết cho nàng thẩm xuyên có chút kinh ngạc cô phái người đến thẩm gia hạ thiệp cưới ngay sau đó thẩm xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng giải thích ta cùng thẩm gia đoạn tuyệt quan hệ chuyện này ta cũng không biết hẳn là người thẩm gia cự tuyệt ngươi vẻ mặt Khương Tri Ý trở nên vi diệu, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng ẩn chứa một chút lơi lỏng và lạnh lẽo. Người thẩm gia đuổi ngươi ra khỏi thẩm gia rồi. Thẩm xuyên chua xót cười. Là ta chủ động dọn ra ngoài, ta sớm nên thoát ly thẩm gia. Hôm nay thẩm gia chân chính thiếu gia đã trở lại, ta một cái giả thiếu gia cần gì phải ở lại không đi. Tình cảm hơn 20 năm, trước mặt quan hệ huyết thống căn bản không đáng nhắc tới hiểu lầm được cởi bỏ sắc mặt khương tri ý rõ ràng hòa hoãn không ít cô nhìn thẩm xuyên thật sâu trên mặt có thêm một chút bao che khuyết điểm và chiếm hữu không dễ phát hiện tôi có thể giúp anh thẩm gia tồn hoặc chết chỉ cần một câu nói của anh mặc dù anh không biết bối cảnh của khương tri ý nhưng nếu cô đã nói tuyệt đối có thể làm được không hiểu sao thẩm xuyên lại nhớ tới cảnh tượng kiếp trước mình chết thảm hắn tuyệt đối sẽ không buông tha thẩm trường thanh nhưng để hắn mượn thế lực của khương tri ý đi đinh thẩm xuyên vội vàng ho nhẹ một tiếng cầm lấy điện thoại di động nhìn trên màn hình đen thoáng hiện một hàng chữ phát động nhiệm vụ thần linh mới thu thập chứng cứ để thẩm trường thanh thân bại danh liệt để cho bốn tỷ mùi thẩm gia thống khổ sám hối hạn thời hạn ba tháng có thể mượn địa vị của khương tri ý cạt cạt loạn sát sau khi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng một phần quà thần bí độ thống khổ độ sám hối của thẩm gia càng cao phần thưởng càng phong phú tới ngay cái này không phải tới rồi sao vì sao không dựa vào thế lực của khương tri ý có thể đừng già mồm cải láo như vậy được không thẩm xuyên từng phút từng phút thay đổi ý nghĩ lộ ra nụ cười ôn hòa hắn lại muốn dựa vào lão bà và hắn muốn từng chút từng chút đoạt lấy tất cả những gì thẩm trường thanh có hắn muốn cho thẩm trường thanh cảm nhận được sự tuyệt vọng của người thân trở mặt thành thu. Khương tri ý, em không muốn sao? Nguyện ý, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Thẩm xuyên đem di động thu hồi túi tiền, do dựng nhiều lần vẫn là hỏi ra đấy lòng nghi vấn. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Còn có chúng ta rốt cuộc là như thế nào quen biết? Vì sao ta một chút ấn tượng cũng không có? Khương tri ý nghe thẩm xuyên hỏi, hô hấp có mấy tia căng thẳng anh quên hết rồi. Thẩm xuyên nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng không thể nói ký ức cả đời trước. Thẩm xuyên có thể cảm giác được sau khi hắn nói xong lời này, trong mắt Khương Tri Ý có thêm một tia cảm xúc mà hắn xem không hiểu. Không đợi hắn thấy rõ cảm xúc này rốt cuộc là cái gì, Khương Tri Ý khắc chế dục vọng chiếm hữu nói. Thời cơ đến, người sẽ nhớ ra. Trao. Khương Tri Ý đột nhiên vương tay, bắt lấy cà vạt thẩm xuyên. Thẩm Xuyên chỉ cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tri Ý đột nhiên phóng đại. Hai người mặt đối mặt, chỉ kém một tấc liền có thể chạm vào. Thẩm Xuyên thậm chí có thể cảm giác được Khương Tri Ý thở ra nhiệt khí. Anh ta ngừng thở. Chỉ nghe Khương Tri Ý dùng ánh mắt mang tính xâm lược nhìn Thẩm Xuyên. A à, Xuyên, kết hôn với em, Vĩnh Viễn đừng rời xa em được không? Thẩm Xuyên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bất kể là từ góc độ nào anh cũng không thể cự tuyệt khương tri ý có lẽ cái mạng thứ hai này của hắn vốn là khương tri ý cho thẩm xuyên nhớ tới kiếp trước tán thân biển lửa khương tri ý cái này không tiếc dùng chính mình thế thế mệnh đến bảo chính mình kiếp sau nguyện nữ nhân ngốc trong mắt anh tràn ra một tia đau lòng có chút bất đắc dĩ nói sao em lại cướp lời thoại của anh anh căn bản không dám vọng tưởng có thể ở bên em hiện tại ta quá nhỏ yếu căn bản không bảo vệ được ngươi. Nhưng ta hứa với ngươi, ta sẽ cố gắng cường đại đến có thể làm hậu thuẫn cho ngươi, ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Em nguyện ý cùng anh kết hôn. Bàn tay Khương Tri ý khẽ run rẩy, tự hồ có chút không tin thẩm xuyên sẽ dễ dàng đáp ứng mình như vậy. Mắt thấy không khí càng lúc càng mập mờ, di động đột nhiên rung lên. Thẩm xuyên vội vàng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nghe máy. Thẩm Tiên Sinh ngài buổi sáng hôm nay hẹn chúng ta cảnh thái công ty phỏng vấn nhưng ngài không có tới cho nên cố ý gọi điện thoại tới hỏi thăm ngài còn tham gia sao khương tri ý nghe được hai chữ cảnh thái thần sắc có chút dao động cảnh thái ở thành phố thanh châu cũng coi như là công ty đầu tàu dưới cờ liên quan đến bất động sản điện ảnh và truyền hình các loại nghiệp vụ chỉ có điều người cầm quyền của cảnh thái này lại thập phần thần bí đến nay cũng không ai biết ông chủ sau lưng nó đến tột cùng là ai Thẩm Xuyên không chú ý tới biểu tình vi diệu của Khương Tri Ý. Công ty này chính là công ty Thẩm Trường Thanh nói xấu hắn buôn bán cơ mật của công ty. Kiếp trước, hắn vì hướng các tỷ tỷ chứng minh mình là vô tội, đi đến cảnh thái gửi sơ yếu lý lịch, vọng tưởng tìm được chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Nhưng cuối cùng đến chết cũng không tìm được. Xin lỗi, tôi. Tôi không cần nữa. Trong mắt Khương Tri Ý đều là Thẩm Xuyên. Mặc kệ anh muốn làm gì, Tôi đều giúp anh. Đi đi, tôi sẽ vì anh an bài tốt hết thảy.